chương 920, cuồng ngạo, này vài tên binh sĩ chính mình không nghĩ ra tay đối phó Yến Trường Phong, giờ phút này cố ý xúi dục bốn phía thiên kiêu, vị Yến Trường Phong gây thủ chuốc oán, ý đồ đáng chết. Chúng ta đi, tên kia binh sĩ xoay người lên ngựa, âm hiểm cười một tiếng, tiếp đón đồng bạn rời đi. Mặt khác mấy cái binh sĩ cũng cười lạnh một tiếng, giá mã rời đi. Uy, đoàn người vừa mới phóng ngựa đi ra không xa, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh. Ngay sau đó một cổ lạnh băng sát khí đột nhiên nở rộ, đem kia mới mở miệng khiêu khích Yến Trường Phong, vị Yến Trường Phong gây thù chuốc oán binh sĩ bao phủ. Tên kia binh sĩ nghe được Yến Trường Phong lãnh sắt, quay đầu lại xem ra, tức khắc đồng tử co rụt lại, chỉ thấy một đạo huyết sắc kiếm quang bay vút mà đến, mang theo vô biên sắc nhọn chi khí, đem hư không đều cơ hồ xé rách. Ngươi, tên kia binh sĩ tức khắc kinh giận không thôi, phong hồn đều mạo, phản xả có điều kiện liền đem trong tay chiến kích hoành ở trước ngực, như lúc trước như vậy tiến hành chống đỡ đương, lúc này đây kiếm quang, cũng không có dễ dàng như vậy ngăn cản xuống dưới. Chỉ nghe khen một tiếng, kia nói huyết sắc kiếm quang, thế nhưng trực tiếp đem tên kia binh sĩ trong tay chiến kích chém thành hai đoạn. Theo sau huyết sắc kiếm quang uy thế không giảm, phốc một tiếng chạm ở tên kia binh sĩ trên người, đem hắn phách bay tứ tung đi ra ngoài, máu tươi giản ruộng. Người lớn mật, kia mặt khác mấy cái binh sĩ thấy thế tức khắc kinh giận, không nghĩ tới yến trường phong thế nhưng như vậy cường thế cùng cuồng ngạo bọn họ bổn không muốn cùng yến trường phong giao thủ bởi vì đơn đả độc đấu bọn họ này đoàn người chung không ai có thể chấn áp trụ yến trường phong mà nếu là một hống mà thượng mặc dù chấn áp trụ yến trường phong cũng ném mặt mũi bởi vậy cố ý lấy ra yến trường phong đến từ thiên thần đại lục sự tình cố ý phủng sát hắn vì hắn gây thù chuốc oán muốn mượn các giới thiên tài tay diệt trừ yến trường phong lại không nghĩ rằng yến trường phong thế nhưng sẽ như vậy lớn mật như vậy cuồng vọng trực tiếp đối bọn họ ra tay. Cái kia bị Yến Trường Phong chảm phi binh sĩ trong tay chiến kích đoạn làm hai đoạn, nửa người đều bị chém chết, máu tươi đầm đìa, bộ dáng thê thảm. Trong thân thể hắn pháp lực dâng lên, thi triển vô thượng bí pháp, chữa trị thương thể, nhưng là lại kinh người phát hiện, bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém chết miệng vết thương, có sắc nhọn kiếm khí không tiêu tan, thế nhưng ngăn cản hắn trọng tố tàn khu, một lần nữa mọc ra từ huyết nhục, vô pháp hoàn toàn khép lại, trung gian lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm. Không chọc ta, Mọi người đều tưởng An không có việc gì, chọc tới ta, đuổi giết đến chân trời góc biển, vũ trụ biên hoang. Yến Trường Phong vẫn chưa đem này mấy cái binh sĩ để vào mắt, mà là nhìn chung quanh bốn phía những cái đó bị kia mấy cái binh sĩ xúi dục các giới thiên kiêu, ngữ khí lạnh nhạt, phóng đãng bá đạo. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, mới vừa rồi trực tiếp ra tay tập sát binh sĩ, liền còn có vài phần lập uy chi ý. Không ít thiên kiêu đều khuôn mặt biến hóa, cảm nhận được Yến Trường Phong khí thế không giống bình thường, trên người sát phạt chi khí phi thường nồng hậu, làm không ít người biểu tình ngưng trọng. Một ít thiên kiêu âm thầm đánh giá Yến Trường Phong thực lực, phát hiện Yến Trường Phong trên người lực lượng dao động, xa xa cao hơn nơi tu vi cảnh giới, không ít người động dung. Huyết luyện chi lộ, thiên tài thật sự quá nhiều, dựa theo dĩ vãng thiên thần đại lục thiên tài chi gian cấp bậc phân chia, căn bản không đủ để biểu hiện ra các thiên kiêu kia thực lực trình tự. Đặc biệt là mà nay còn hành tẩu ở trên đường cái các thiên kiêu kia, tất cả đều là đã khống chế một cái đại đạo tồn tại, mỗi người thiên phú cùng tiềm lực cũng không biết siêu việt thiên thần đại lục những cái đó cái gọi là thánh tử cấp bọn họ thiên kiêu nhiều ít lần, liền tính là thánh tử cấp đỉnh thiên kiêu đều khó có thể cùng bọn họ đánh đồng. ở huyết luyện chi lộ tự cổ trí kim truyền lưu một bộ đối thiên kiêu thiên phú cùng tiềm lực cấp bậc phân chia yêu nghiệt cấp hạt giống cấp thần hoàng cấp cùng với chân long cấp này bốn cái trình tự. ở hiện giờ huyết luyện chi lộ như trương liệt chờ liên can còn không có khống chế đại đạo người liền cái thứ nhất trình tự, yêu nghiệt cấp thiên tài đều còn không tính là. Thậm chí căn bản không đủ để xưng là thiên tài. Nay một đời, thiên địa phiên phúc, huyết luyện chi lộ cũng đã đã xảy ra thật lớn biến hóa, khống chế đại đạo giả, đã trở thành chủ lưu. Chẳng sợ người từng nay là thánh tử cấp đỉnh vô thượng thiên kiêu, không khống chế đại đạo, ở chỗ này lại là mấy ngày liền mới đều không thể xưng là, chỉ có thể xem như bình thường. Mà hiện giờ còn hành tẩu ở trên đường phố, không có bởi vì nửa tháng sau sắp sửa bắt đầu thí luyện mà lo lắng, bế quan tu luyện, tìm hiểu đại đạo giả, ít nhất đều là yêu nghiệt cấp thiên kiêu. Trong đó thậm chí không thiếu một ít hạt giống cấp, thậm chí là thần hoàng cấp thiên kiêu. Đến nỗi chân long cấp thiên kiêu, này một đời còn chưa từng xuất thế. Huyết luyện chi lộ thiên kiêu cấp bậc đều không phải là là cố định, chính là căn cứ mỗi một lần huyết luyện chi lộ mở ra, dũng mãnh vào huyết luyện chi lộ sở hữu thiên kiêu tiến hành tương đối đánh giá sở xác định. Tuy rằng yến trường phong ngàn năm trước được xưng là là chân long cấp thiên kiêu, nhưng là ngàn năm sau hiện tại, tại đây một đời, xuất hiện thiên tài quá nhiều, xuất hiện các thiên kiêu kia thực lực, so với ngàn năm trước phải mạnh hơn mấy cái trình tự. Bởi vậy này một đời yến trường phong tính cái gì cấp bậc thiên kiêu, hiện giờ còn thượng không được biết. Trên thực tế, trước mắt mới thôi, huyết luyện chi lộ còn không có tuôn ra ai là chân long cấp thiên kiêu. Thậm chí liền thần hoàng cấp, hạt giống cấp thiên kiêu, đều còn che giấu không ra. Chỉ có thông qua thời gian tích góp, chậm rãi khai quật mới có thể sôi nổi xuất hiện. Hiện tại huyết luyện chi lộ vừa mới mở ra không lâu, đặc biệt là yến trường phong này một đám, vừa mới mới vừa vào quan, liền lần đầu tiên khảo hạch thí luyện đều còn chưa từng bắt đầu, đối các đại thiên kiêu chi gian thực lực đều rất mơ hồ, khó có thể phân biệt lẫn nhau chi gian cấp bậc. Bất quá giờ phút này, ở đây lại có một ít người nhìn thấy yến trường phong giờ phút này biểu hiện ra ngoài khí thế, cho rằng yến trường phong rất có khả năng là cái hạt giống cấp cường giả. Bởi vì ở đây không ít người đều từ Yến Trường Phong giờ phút này nở rộ ra tới khí thế mặt trên, cảm nhận được uy hiếp. Trên thực tế, ngay cả này một đội binh sĩ cũng là như thế này cho rằng. Cảm thấy Yến Trường Phong rất có thể thật sự đạt tới hạt giống cấp, nói cách khác, một cái kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh tiểu tu sĩ, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thực lực, thế nhưng có thể nhẹ nhàng vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, đánh bại bọn họ. Phải biết rằng, mới vừa rồi bị Yến Trường Phong búng tay một đạo kiếm quang trảm phi cái kia binh sĩ, chính là kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh tu vi. Hơn nữa đồng dạng khống chế một cái đại đạo, chẳng qua, cùng này một đám dũng mãnh vào huyết luyện chi lộ thiên kiêu bất đồng, bọn họ là thượng một lần từ huyết luyện chi lộ lui về tới kẻ thất bại, lưu tại vùng sát cổng thành bên trong, chưa từng trở lại chính mình nơi đại giới. Hiện giờ tuổi, cũng đều vượt qua thiên tuế, giờ phút này, cảm nhận được yến trường phong trên người nở rộ ra tới khí thế, bốn phía không ít các giới thiên kiêu, âm thầm thu liếm nổi lên trong mắt chiến ý, chỉ có số ít một ít người như cũ chiến ý không giảm thậm chí có cực cá biệt người ở cảm nhận được yến trường phong trên người đáng sợ khí thế lúc sau trong con người chiến ý ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt bất quá này đối yến trường phong tới nói đã đủ rồi hắn mới vừa rồi ra tay phóng xuất ra chính mình khí thế cũng không có nghĩ tới muốn đem tất cả mọi người kinh sợ trụ kia không hiện thực thế gian không thiếu thiên tài ở huyết luyện chi lộ đặc biệt như thế có thể đem những cái đó trình tự hơi yếu người kinh sợ trụ liền đã vậy là đủ rồi. Đến nỗi những cái đó trình tự cũng đủ người, nếu là bọn họ thật sự tìm tới tới, Yến Trường Phong cũng không ngại cùng bọn họ một trận chiến, mượn bọn họ tay, mài rũa mình thân. Mà những cái đó trình tự quá yếu người, rất khó đối Yến Trường Phong khởi đến mài rũa tác dụng, Yến Trường Phong cũng không có cùng bọn họ giao thủ dục vọng. chương 921 ra tay, thấy Yến Trường Phong thế nhưng hoàn toàn làm lơ bọn họ, kia mười mấy binh sĩ tức khắc tức giận, lại lần nữa ghim ngựa quay đầu vọt lại đây. Cái kia bị Yến Trường Phong chém chết nửa người người sắc mặt dữ tợn, vứt bỏ trong tay hai thiết đoạn binh, tế ra một cây kim sắc đại kích, kim hà sáng lạn, mặt trên phù văn dày đặc. Người quá làm càn, lưu người không được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người sát khí nở rộ. Suy lạp, một ngụm thanh đồng cổ kiếm đột ngột xuất hiện ở Yến Trường Phong trong tay, Yến Trường Phong cả người khí thế đột nhiên trở nên càng hung hiểm hơn lên, ánh mắt sắc nhọn, kiếm khí càng là sắc nhọn. Thanh đồng cổ kiếm bỗng nhiên một hoa, một đạo huyết sắc kiếm quang phun ra nuốt vào mà ra, ong một tiếng, phát ra chói tai vù vù, sắc nhọn chi khí đem hư không xé mở một lỗ hồng, nháy mắt chém xuống ở tên kia binh sĩ trên người, đương trường đem hắn đầu chảm phi. Hắn đầu phóng lên cao, có thể rõ ràng nhìn đến chính mình tàn khu như cũ bảo trì vào tới trước tư thế, trên cổ máu tươi phun trào, cảnh tượng đập vào mắt. Ngươi, hắn sắc mặt trắng bệch, kêu sợ hãi ra tiếng, nếu nói lúc trước hắn bị yến trường phong nhất kiếm chảm phi, diệt phong nửa người, đó là bởi vì Yến Trường Phong đột nhiên từ phía sau ra tay, phát động tập kích bất ngờ, có đánh lén hiểm nghi. Như vậy lúc này đây, đó là ngay trước mặt hắn, thật đại quang minh, phát sau mà đến trước, đem hắn nhất kiếm tước đầu. Giờ khắc này, hắn trong lòng mới vừa rồi sinh ra một cổ vô biên sợ hãi. Giờ khắc này, hắn mới chân chính cảm nhận được Yến Trường Phong thực lực, có bao nhiêu đáng sợ. So với ngày đó Yến Trường Phong ở cửa thành ngoại, liên tục hai bàn tay trừ phi hai cái binh sĩ càng thêm làm hắn ấn tượng khắc sâu. Này nhất kiếm mũi nhọn, huy hoàng sáng lạn, lại không thể ngăn cản. Lặp đi lặp lại nhiều lần, nhiều lần mạo phạm ta, thật khi ta hảo khinh sao. Vùng sát cổng thành ngoại giáo huấn, còn chưa đủ sao. Yến trường phong thần tình lạnh lùng, còn người giữa lãnh điện đan chéo, đánh ở trên hư không, tí tách vang lên, không khí không ngừng nổ tung. Nhìn kia phóng lên cao đầu, hắn bấm tay bắn ra một mặt kiếm khí búng tay bay ra, bay về phía kia viên đầy mặt sợ hãi chi sắc đầu. Lớn mật, mau dừng tay, mặt khác đám kia ghim ngựa chạy tới binh sĩ thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn, đồng thời có người từ trên lưng ngựa bay lên trời, nhằm phía kia viên đầu, chặn lại kia nhất chỉ kiếm khí. Bọn họ nhiều người như vậy, mỗi người tu vi cảnh giới, đều xa xa cao hơn Yến Trường Phong, nếu là còn bị Yến Trường Phong giáp mặt chém giết một người, chẳng phải là mặt mũi quét rác. Mọi người thể diện đều phải bị ném quang, Vô luận như thế nào đều phải bảo vệ này viên đầu bất diệt. Ta muốn giết người, không ai có thể cứu đến xuống dưới. Yến trường phong thần tình lạnh lùng, ánh mắt vô tình, phiên tay một trường, phách về phía kia bay lên không người. Kia bay lên không người thủ đoạn ra hết, đánh ra một môn vô thượng thần thông, muốn chặn lại hạ kia nhất chỉ kiếm khí, bỗng nhiên trong hư không linh cơ dung chuyển, một con kim sắc đại thủ ấn, lưu chuyển màu đen ô quang, hung hăng chiều hắn đánh tới, đương trường đem hắn đánh ra thần thông đánh tan, hơn nữa đem hắn cả người đều chiều bay đi ra ngoài kia nhất chỉ kiếm khí cắt qua hư không đánh về phía kia viên phóng lên cao đầu dừng tay ngươi muốn cùng thành chủ phủ đối nghịch sao kia một hàng binh sĩ kinh giận đồng thời sôi nổi ra tay các đại thần thông tầng ra. giờ phút này nơi nào còn lo lắng vây công không vây công chỉ nghĩ đem yến trường phong đương trường chấn sát phốc giữa không trung kia viên đầu bị yến trường phong búng tay bay ra một đạo kiếm khí đánh chúng mai một hóa thành một phủng huyết vụ Người tìm chết, còn lại chúng binh sĩ kinh giận, trừ ra bị Yến Trường Phong mới vừa rồi đánh chết một người, cùng với bị hắn Phật Ma Đại Thủ Ấn trừ phi người nọ, còn có 12 tên binh sĩ phóng ngựa chạy tới, trong tay cổ xưa chiến kích hàn quang dày đặc, sát ý tràn ngập. Trên đường cái những cái đó vây xem các giới thiên kiêu đều sắc mặt biến đổi. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thật dám trước công chúng giết người, trước mắt bao người, đánh gục một cái binh sĩ, không có chút nào ướt át bẩn thỉu này quá lớn mật, bước lên này huyết luyện chi lộ thiên kiêu, có cái nào là thiện lương hạng người, cái nào trong tay không phải dính đầy máu tươi, từ từng người nơi thế giới, một đường sát ra hiển hách uy danh, được đến tiến vào huyết luyện chi lộ tư cách. Nhưng là giờ phút này, nhìn thấy Yến Trường Phong ra tay, không ít người trong lòng đều không khỏi sinh ra kiêm kỵ chi sắc. Loại này sát phạt, quá sắc bén cùng quyết đoán, người dám công nhiên đánh chết thành vệ đội, là đối thành chủ phủ bất mãn, muốn khiêu khích thành chủ phủ sao. Có binh sĩ gầm lên, trực tiếp cấp yến trường phong khấu thượng đỉnh đầu tâm bốc bằng các ngươi có thể đại biểu thành chủ phủ sao bất quá là thành chủ phủ thu lưu một đám không dám trực diện thất bại người nhu nhược thôi yến trường phong lãnh sắt ngôn ngữ không có chút nào khách khí hắn cùng những người này vốn không có ân oán nhưng từ nhập quan bắt đầu những người này liền lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn yến trường phong tự nhiên sẽ không đối bọn họ lưu tình hừ người đã tẩu hỏa nhập ma đem hắn bắt lấy lại nói Xông vào trước nhất mặt một cái binh sĩ nghe được Yến Trường Phong nói, khuôn mặt vặn vẹo, phi thân dựng lên, hướng tới Yến Trường Phong tập sát mà đến. Thực lực của hắn so với mới vừa rồi bị Yến Trường Phong chém giết tên kia binh sĩ còn mạnh hơn thịnh một bậc, vừa ra tay liền có lớn lao uy áp chuyển ra, bốn phía không ít thiên kiêu sắc mặt ngưng trọng. Này đó binh sĩ, chính là ngàn năm trước huyết luyện chi lộ kẻ thất bại, có lẽ không bằng này một đời dũng mãnh vào huyết luyện chi lộ các thiên kiêu kia kinh diễm, nhưng là tu luyện đến cái này cảnh giới, thực lực lại cũng tuyệt đối không dung bỏ qua. Kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh tu vi, không tầm thường. Hảo cường thực lực, chỉ là một đội binh sĩ mà thôi, vẫn là này mới bắt đầu nơi binh sĩ, thế nhưng liền có như vậy đáng sợ thực lực. Không hổ là huyết luyện chi lộ, bốn phía không ít thiên kiêu biểu tình động dung, nhìn kia sung phong liều chết lại đây một đám binh sĩ, yến trường phong sắc mặt lạnh nhạt, còn người giữ hiện lên một mặt huyết quang. Ta nói rồi, không chọc ta, đại gia tường an không có việc gì, nếu các ngươi một hai phải tìm chết, kia liền trả giá đại giới. Yến Trường Phong ánh mắt băng hàn, trong tay thanh đồng cổ kiếm sắc nhọn chi khí cường thịnh vô cùng. Này khẩu thanh đồng cổ kiếm, đến tự huyền thiên kiếm tông người đại cao thủ trung xếp hạng thứ 6 Chu Lâm, chính là một ngụm hoàn toàn có tiên linh canh kim đúc luyện mà thành tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí. Này khẩu thanh đồng cổ kiếm, bản thân liền đã sắc nhọn vô biên, hiện giờ rơi xuống Yến Trường Phong trong tay, đã chịu yến trường phong tiên tiên kiếm thể sắc nhọn chi khí thêm vào, mũi nhọn càng sâu. Mặc dù là này huyết luyện chi lộ không gian bích chướng ổn định kiên cố, đều không chịu nổi như vậy mũi nhọn. Yến trường phong trong cơ thể tu la chi khí phun trào, một đạo lạnh băng kiếm quang hưu nhiên bay ra, quét về phía kia phía trước nhất binh sĩ. Tiềm long tại huyên, tên kia binh sĩ đại sất một tiếng, trong tay chiến kích hung hăng phách chém xuống tới, đón đánh Yến trường phong quét ra sắc nhọn kiếm quang. Không biết sống chết, Yến Trường Phong hừ lạnh, kiếm quang run lên, nháy mắt cùng người nọ trong tay chiến kích đánh vào cùng nhau. Ngao, kia chiến kích hóa thành một đầu thương long, phát ra kinh thiên động địa ngâm nga, từng luồng đáng sợ lực lượng dao động gột rửa. Sáng lạn pháp chiếu sáng diệu tứ phương, một mảnh chói mắt. Ở kia chói mắt bạch quang trung, kia đầu thương long bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thảm khiếu, một mặt huyết quang đột nhiên nở rộ, đem nó chảm thành hai tiết. Chương 922, không xứng. Này nhất kiếm quá mức sắc nhọn, huyết luyện chi lộ như vậy kiên cố không gian bích trướng, đều không chịu nổi, bị xé rách ra một lỗ hồng. Nhất kiếm quét tới, kia trói mắt bạch quang trung thương long ngửa mặt lên trời thảm khiếu, một mặt huyết quang phát ra, đem nó chảm thành hai tiết. Mới vừa rồi kia đáng sợ uy thế, trong nháy mắt đương nhiên vô tồn, bị này một đạo sắc nhọn mà bá đạo kiếm quang chảm đến dập nát, theo sau kiếm khí thổi quét, hóa thành một cổ cơn lốc đem kia binh sĩ thi triển ra tới thần thông đánh chúng mai một đương trường. Phốc, ngay sau đó, tên kia binh sĩ thân thể bay ngược đem phía sau sung phong liều chết đi lên mọi người đâm tán lại nhiều lần khiêu khích hôm nay liền cho các người biết tại yến mỗ người thủ đoạn yến trường phong vẫn chưa dừng tay ánh mắt lạnh lẽo không ra tay tắc rồi ra tay liền vô tình hắn thân hình lập lòe hóa thành một đạo kiếm quang bay vút mà ra trong nháy mắt vạn kiếm thật mạnh vô số kiếm quang phi chảm đem kia mười mấy binh sĩ tất cả đều bao phủ đi vào bốn phía không ít vây xem các giới thiên kiêu đều sắc mặt đại biến hai bên từ lầu, quán trà, trong khách sạn, không ít người từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong lòng kinh dị, ánh mắt lập lè, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng lớn mật như thế, như thế mạnh mẽ. Thế nhưng chủ động ra tay, đồng thời công khoảnh khắc hơn 10 người binh sĩ. Từng luồng sắc nhọn kiếm khí, thổi quét bốn phương tám hướng, không ít thiên kiêu mí mắt nhảy lên, cảm giác được cực đại uy hiếp. Số ít người trong mắt chiến ý càng thêm hừng hực, thậm chí nhịn không được hiện tại liền phải ra tay, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống các thiên kiêu kia đều là tâm cao khí ngạo hạng người, lúc này ra tay, chẳng phải là giống như cùng trước mắt này đó binh sĩ liên thủ vây công sao. Như thế, liền tính là đánh bại Yến Trường Phong, cũng sẽ không có cái gì cảm giác thành tựu. Từng đạo kiếm quang lập lè, từng luồng kiếm khí tung hoành, kia hơn 10 người binh sĩ tất cả đều sắc mặt kinh biến. Thật can đảm, có người há mồm giận mắng một tiếng, ngang nhiên ra tay đón đánh. Mặt khác binh sĩ cũng đồng thời ra tay, tức khắc chi gian, đao quang kiếm ảnh, pháp quang đầy trời, các loại cường đại thần thông bùng nổ, binh khí giao kích thanh không dứt. A, à, thực mau liền có người bay ngược ra tới, trong miệng phát ra kêu thảm thiết. Yến Trường Phong một người độc chiến này hơn 10 người binh sĩ, thong dong chấn định, như sân vắng tản bộ, mỗi nhất kiếm bổ ra, đều ẩn chứa lớn lao uy thế, sát phạt chi khí che trời lấp đất, sắc nhọn chi khí xé rách trời cao. Này đó binh sĩ tuy rằng không yếu, nhưng là như cũng không địch lại, mặc dù cùng nhau vây công, ở tu luyện giết chóc chi đạo, hơn nữa hiện giờ đã bước đầu khống chế giết chóc chi đạo yến trường phong trước mặt, vây công hiệu quả thực mỏng manh. Ngắn ngủn một lát, một đám binh sĩ bay ngược mà ra, gặp bị thương nặng, có thịt người thân đương trường băng diệt, tiêu hao đại lượng nguyên khí, mới vừa rồi trọng tố thân thể. Còn có hai người thực lực hơi yếu, càng là trực tiếp bị yến trường phong chảm đến hình thần đều diệt. Sao có thể, người mới kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh tu vi, như thế nào sẽ có như vậy mạnh mẽ pháp lực, còn có người kiếm đạo tạo nghệ, tại sao lại như vậy cao thâm. Giờ khắc này, chúng binh sĩ trong mắt toàn lộ ra kinh hãi chi sắc. "Ngươi, ngươi chẳng lẽ là hạt giống cấp Thiên Kiêu?" Có cái binh sĩ chỉ vào Yến Trường Phong, trọng tố thân thể sau, định ở nơi xa không dám ở tiến lên, lúc trước kiêu ngạo cùng cuồng vọng không thấy, trong ánh mắt mang theo rất sâu kiêng kỵ. Hạt giống cấp Thiên Kiêu mấy chữ này rơi xuống hạ, bốn phía không ít các giới Thiên Kiêu ánh mắt đều là hung hăng một ngưng. Yến Trường Phong biểu hiện ra ngoài thực lực, đích xác rất mạnh, làm ở đây không ít người đều sắc mặt động dung rất nhiều người trong mắt sinh ra kiên kỵ chi sắc, bọn họ mới vừa rồi cũng đã suy đoán, yến trường phong rất có khả năng là hạt giống cấp thiên kiêu, nhưng là lại đều không có lên tiếng. giờ phút này nghe được có người đương trường hô lên tới, tức khắc không ít người ý động. hạt giống cấp thiên kiêu, tiền đồ vô lượng, đừng nhìn lần này nhập quan 5.000 nhiều vạn người, nhưng hạt giống cấp thiên kiêu chưa chắc vượt qua trăm người. trừ bỏ những cái đó còn không có khống chế đại đạo tu sĩ, đại đa số đều là bình thường yêu nghiệt cấp thiên tài mà thôi. Yến Trường Phong vẫn chưa trả lời này đó binh sĩ nghi vấn, rút kiếm mà đi, phía sau tóc rối phi dương, kiếm phong máu tươi chảy xuôi, cất bước hướng tới này đó binh sĩ bước đi. Dừng tay, lần này là chúng ta cản dỡ, có mắt không thấy thái sơn, chúng ta xin lỗi bồi tội, việc này từ bỏ. Thấy Yến Trường Phong rút kiếm bước tới, sát ý nghiêm nghị, một người binh sĩ hãi hùng khiếp vía, vội vàng ra tiếng hô. Nhưng là nói là chịu thua, nhưng là trong lời nói lại mang theo một tia mệnh lệnh miệng lưỡi, chân thật đáng tin năm lần bảy lượt khiêu khích ta hiện giờ thành công kích khởi ta sát khí khinh phiêu phiêu một câu việc này từ bỏ liền tưởng bóc quá các ngươi đường yến mỗi người là cái gì ta sát ý đã khởi nhưng không có dễ dàng như vậy tưới diệt yến trường phong ánh mắt vô tình thân hình chợt lóe hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang nhảy vào kia mười mấy binh sĩ trung gian theo sau huyết quang đột nhiên nở rộ thổi quét bát phương một phòng yêu dị huyết quang chút xuống mang theo vô biên mũi nhọn cắt ra hư không chém giết hướng chúng binh sĩ. A, à, ngươi, những cái đó binh sĩ kinh giận, cảm nhận được đáng sợ sát ý, còn có kia khủng bố nguy cơ cảm. Mọi người đáy lòng lạnh cả người, Yến Trường Phong hành động, thế nhưng là muốn chém giết bọn hắn mọi người. Sát một hai cái binh sĩ, tại đây huyết luyện chi lộ, không tính cái gì. Này đó binh sĩ, vốn chính là ngày xưa huyết luyện chi lộ thất bại trở về người, cũng không chịu thành chủ phủ trọng dụng. Nhưng này đó vừa mới nhập quan các giới thiên kiêu, đối với huyết luyện chi lộ sự tình còn cũng không quen thuộc, đại đa số nhân tâm tồn kính sợ, cũng không rõ ràng bọn họ này đó binh sĩ chi tiết, bởi vậy rất ít có người dám như vậy cùng bọn họ xung đột. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng chẳng những dám cùng bọn họ xung đột, lúc trước từng liên tiếp ra tay, chém giết mấy người. Càng không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong giờ phút này thế nhưng càng là dục đồ đưa bọn họ toàn bộ chém giết tại đây. Này đến là như thế nào đáng sợ tâm tính quả thực không kiêm nể gì. Dừng tay, đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên một đạo to lớn vang dội thanh âm truyền đến, thanh âm lạnh băng, mang theo mạnh mẽ hơi thở dao động, chỉ nghe này thanh, liền làm ở đây không ít thiên kiêu sắc mặt biến đổi, cảm giác được như núi nhạc dày nặng áp lực. Không ít người theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy một người mặc tử kim chiến khải, cầm trong tay màu đen trường thương thanh niên, khóa ngồi ở một đầu cao lớn uy mãnh thương lang trên lưng. Hắn uy nghiêm vô cùng, mặc kệ là hắn tự thân vẫn là hắn ngồi xuống thương lang, trên người đều có một cổ nhiếp người sát phạt chi khí từ nơi xa đường phố đi tới nơi xa vây xem không ít thiên kiêu không tự chủ được liền cho hắn tránh ra một cái thông đạo hắn ánh mắt nhiếp người màu xanh lá đồng tử giữa mang theo vài phần ma tính nhìn chằm chằm yến trường phong mệnh lệnh yến trường phong dừng tay yến trường phong ngoái đầu nhìn lại quét hắn liếc mắt một cái ngươi là ai ngươi không xứng biết ta là ai thanh niên lạnh nhạt nói ngữ khí lạnh lẽo không có đem yến trường phong để vào mắt đội trưởng người rốt cuộc xuất quan, kia mười mấy binh sĩ nhìn thấy người tới, lại là đại hỷ. Ha ha, chúng ta đội trưởng tới, tiểu tử, người dám giết ta thương lang vệ, hôm nay người chết chắc rồi. Chúng binh sĩ cười to, nhìn đến thương lang trên lưng thanh niên nam tử, trong lòng thở phào khẩu khí. Nhưng mà đúng lúc này, mọi người trong lòng kia nguy cơ cảm lại là đột nhiên trở nên càng thêm cường thịnh. Yến Trường Phong khóe miệng hơi sốc, tay phải thanh đồng cổ kiếm lập lòe, một vòng yêu dị huyết quang hoàn toàn nở rộ, nhộn nhạo mở ra. Chương 923, toàn giết, một phòng yêu dị huyết quang, vô cùng chói mắt, sáng lạn, bỗng nhiên nở rộ. Kia mười mấy binh sĩ trên mặt tươi cười tức khắc động lại, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, không nghĩ tới bọn họ đội trưởng xuất hiện lúc sau, Yến Trường Phong thế nhưng còn dám ra tay chém giết bọn họ. Bọn họ mới vừa rồi đều thở phào khẩu khí, còn tưởng rằng đội trưởng xuất hiện, chính mình đám người đã sinh mệnh vô ưu, thả lỏng phòng bị, giờ phút này Yến Trường Phong ra tay, bọn họ trong mắt tất cả đều lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Kia một vòng huyết sắc kiếm quang nhộn nhạo mở ra, phốc phốc phốc, từng đạo máu tươi bay vụt, chúng binh sĩ sôi nổi kêu thảm thiết một tiếng, đương trường bị kia sắc nhọn kiếm khí chém chết thân thể. Ngươi làm càn, kia cưới ở thương lang trên lưng thanh niên nam tử đồng tử co rụt lại, đột nhiên giận mắng một tiếng, áo choàng tóc dài đột nhiên phi dương, một cổ mãnh liệt sát phạt chi khí đột nhiên bùng nổ, áp hướng Yến Trường Phong, như núi khuynh đảo. Đốt, Yến Trường Phong ánh mắt nhiếp người, giữa bắn ra hai thúc huyết sắc điện quang, chém về phía kia từng viên phóng lên cao đầu. Phốc phốc, hơn 10 viên đầu, bị Yến Trường Phong ánh mắt quét chung, tức khắc chi gian, nhất nhất bạo toái đương trường. Từng luồng huyết chi tinh khí, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Kia thương lang trên lưng thanh niên thấy thế con người giữa đột nhiên bùng nổ hung quang. Nhãi danh giám ngươi, hắn há mồm giận mắng, khẩu chán sấm sét con người giữa hung quang lập lòe, thở sâu, nhưng là lại như cũ áp chế không được trong lòng lửa giận cùng sát khí. Mới vừa rồi kia phó cao ngạo tư thái, kia phân đạm nhiên, biến mất vô tung. Vừa mới xuất quan, thế nhưng liền đụng tới chuyện như vậy. Chính mình dưới trướng, thế nhưng bị người ngay trước mặt hắn, giết cái sạch sẽ. Hơn nữa vẫn là ở hắn ra mặt kinh sợ dưới tình huống. Lần này, tổn thất không chỉ là hắn này phê dưới trướng, còn có hắn mặt mũi. Người tính cái thứ gì, cũng xứng ở trước mặt ta lớn tiếng mắng đốt. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên quét về phía tên kia thanh niên, thần tình lạnh lùng, há mồm lãnh sắt. Người dám can đảm như thế đối ta nói chuyện, thật to gan, người biết ta là ai sao? Thanh niên thở sâu, khôi phục bình tĩnh, nhưng là nhìn chằm chằm Yến Trường Phong con ngươi lại là một mảnh lạnh băng, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt, phảng phất là đang xem một cái người chết. Trong tay hắn màu đen trường thương, ô quang minh mông, mặt trên có màu đỏ sậm vết máu, sát phạt chi khí phi thường cường thịnh hắn giá cao lớn thương lang hoang thú, đi đến Yến Trường Phong trước mặt, quan sát Yến Trường Phong, trong giọng nói sát khí lành lạnh. Một cái ngày xưa sấm quan kẻ thất bại, liền cố thổ cũng không dám hồi, cũng dám ở trước mặt ta phô trương. Yến Trường Phong ngôn ngữ không có nửa điểm khách khí, ngươi, thật can đảm, thanh niên thở sâu, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh tu vi mà thôi, thế nhưng diệt sát ta dưới chướng 14 người, thực lực của ngươi cùng ngươi tu vi cảnh giới không hợp, có lẽ miến cứng có thể tính thượng là lần này huyết luyện chi lộ hạt giống cấp thiên kiêu, miến cứng có tư cách biết tên của ta, người hãy nghe cho kỹ, ta là. Không cần tự báo danh hào, tay của ta thường giết qua người quá nhiều, đương làm ta nhớ rõ tên húy người không nhiều lắm, người còn chưa đủ tư cách làm ta nhớ kỹ. Thanh niên nam tử đang muốn tự báo danh húy, lại bị Yến Trường Phong trực tiếp đánh gãy làm hắn ngữ khí cứng lại, da mặt run rẩy thần sắc hơi cương. Cách đó không xa tô mộng nhi nhịn không được che miệng cười khẽ bốn phía không ít các giới thiên kiêu cũng đều không khỏi khóe miệng hơi trừ. Lúc trước Yến Trường Phong dò hỏi đối phương tên Húy, đối phương lại xem thường Yến Trường Phong, đối Yến Trường Phong khinh thường nhìn lại, nói Yến Trường Phong không xứng biết, kết quả hiện tại đối phương tự báo danh Húy, lại bị Yến Trường Phong trực tiếp đánh gãy, khinh thường biết. Này hiển nhiên là ở cố ý bẩn thỉu đối phương đâu. Nhưng thật ra một cái thú vị ra hỏa, bên cạnh một tòa trong tử lâu, lầu hai sát cửa sổ, mấy cái tuổi trẻ nam nữ thôi bôi hoán chản, một người mặc đan thanh sắc trường bào, dựng cao cao búi tóc, chát châm cài tuổi trẻ nam tử nâng chén nhẹ đốt một ngụm, nhìn phía dưới cùng thanh niên nam tử tranh phong tương đối yến trường phong, không khỏi đạm cười nói. Người này rất cường thế, bất quá tu vi vẫn là thấp một bậc, bằng không nếu là cùng cảnh giới, chỉ sợ sẽ là chúng ta kình địch. Bên cạnh một cái rất là trầm ổn nam tử mở miệng, ăn mặc màu đen trường bào, mặt trên thiêu kim sắc long văn, đẹp đẽ quý giá bất phàm. Kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh tu vi, liền có như vậy thực lực, khó tránh khỏi kiêu ngạo chẳng có gì lạ một cái khác thân xuyên màu xám trắng áo dài thiếu niên cấp chính mình rót ly rượu nhàn nhạt liếc yến trường phong liếc mắt một cái mở miệng nói muốn hay không đem hắn mượn sức lại đây người này tu vi tuy thấp nhưng thực lực không tồi từ hắn mới vừa rồi biểu hiện tới xem miễn cưỡng có thể có tư cách cùng chúng ta làm bạn mấy người chung một cái thanh lãnh nữ tử mở miệng không vội nhìn nhìn lại cái kia thương lang trên lưng người không đơn giản ta từng hỏi thăm quá người này gọi là vương thụy là thiên cổ đại lục thiên tài, này thiên phú rất cao. Ngàn năm trước ở huyết luyện chi lộ, thanh danh không nhỏ, bất quá sau lại không cẩn thận trêu chọc đến thiên thần đại lục huyền cửu U, bị huyền cửu U đuổi giết trời cao không đường xuống đất không cửa, cuối cùng xâm nhập một mảnh tuyệt địa mới vừa rồi thoát khỏi huyền cửu U đuổi giết, bất quá người này cơ duyên không nhỏ, nhập tuyệt địa mà bất tử, bị hắn chạy thoát ra tới, bất quá bởi vì huyền cửu U duyên cớ, lúc sau lại là không dám lại tiếp tục lang bạt huyết luyện chi lộ, vì thế lui trở lại này mới bắt đầu chi thành không cam lòng rời đi liền lưu tại nơi này cái kia thân xuyên đan thanh sắc trường bào dựng búi tóc chát châm cải văn nhã nam tử phun ra thứ nhất bí văn cái gì vương thủy chẳng lẽ là ngàn năm trước thiên cổ đại lục kia được xưng thương lang vương vương thủy mấy người chung mặt khác một người quyến rũ nữ tử kinh ngạc nói ánh mắt lộ ra dị sắc đúng là văn nhã nam tử cười gật đầu ngửa đầu nhẹ uống gấp đôi thế nhưng là hắn Người này ngàn năm trước, đích xác có không nhỏ thanh danh, nghe nói là ngàn năm trước kia một lần huyết luyện chi lộ thiên kiêu trung hạt giống cấp thiên tài, đã từng sát hạ hiền hách uy danh, bất quá sau lại lại bỗng nhiên ảm đạm biến mất ở huyết luyện chi lộ, không nghĩ tới là gặp tới rồi huyền cửu u đuổi giết. Bàn tiệc thượng một đám người thổn thức, ngàn năm trước hạt giống cấp thiên kiêu, đối thượng tên này ngàn năm sau hạt giống cấp thiên kiêu, không biết ai mạnh ai yếu. Xem ra có trò hay muốn trình diễn, văn nhã nam tử cười khẽ, niết qua tay chung chén rượu bên cạnh kia thân xuyên màu xám trắng áo dài thiếu niên lại là buông chén rượu đánh vào bàn tiệc thượng phát ra một tiếng tiếng vang thanh thúy cũng không thèm để ý hay không sẽ khiến cho bàn tiệc đi lên mặt khác mấy người bất mãn vẻ mặt đạm nhiên cấp chính mình rót ly rượu liếc mắt ngoài cửa sổ yến trường phong bất quá là diệt sát mấy cái phế vật mà thôi hay không thật là hạt giống cấp thiên kiêu hiện tại có kết luận còn vì thời thượng sớm văn nhã nam tử nghe vậy cười cười lại không có phản bác những người khác cũng đều âm thầm gật đầu hiển nhiên cũng đều tán thành cái cách nói này. Hạt giống cấp thiên kiêu, cùng yêu nghiệt cấp thiên tài, nhìn như chỉ kém một cái cấp bậc, kỳ thật giữa lại vẫn là có rất lớn tranh lệch, liền như thánh tử cấp thiên kiêu giống nhau, cũng phân có thượng trung hạ cùng với đỉnh tứ đẳng. chương 924, đối chiến Vương Thụy, trên đường phố, các giới thiên kiêu vây tụ, quan vọng tình thế phát triển. Yến Trường Phong cùng Vương Thụy hai người tranh phong tương đối, hai cổ vô hình khí thế đối chạm vào, đánh sâu vào, khiến cho bốn phía linh cơ điên dũng, một mảnh hỗn loạn không khí phi thường áp lực hai bên bạt kiếm chương nỏ chạm vào là nổ ngay ngươi hoàn toàn chọc giận ta đối với ngươi không chỗ tốt sẽ chỉ làm ngươi chết càng mau vương thụy màu xanh lá đồng tử phụt ra ra u lãnh quang trong tay dẫn theo màu đen trường thương nhất càng khẩn đem trường thương đương một tiếng rậm trên mặt đất phiến đá xanh thượng nhảy ra hỏa hoa ngươi vô nghĩa quá nhiều muốn chiến liền chiến bất chiến liền lăn đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ yến trường phong lãnh sắt trong tay thanh đồng cổ kiếm lưu chuyển hàn quang, sắc nhọn chi khí vần quanh kiếm thể phía trên, một sợi một sợi cắt hư không. Bốn phía tất cả mọi người là ngẩn ngơ, Yến Trường Phong thái độ quá cường ngạnh, thật tính toán cùng đối phương giao thủ. Trên thực tế, Vương Thụy Sở biểu hiện ra ngoài khí thế tuyệt đối không yếu, tuy rằng cùng lúc trước những cái đó binh sĩ giống nhau, cũng chỉ là kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh đỉnh tu vi, nhưng là cấp Yến Trường Phong áp lực, lại xa xa không phải lúc trước những cái đó binh sĩ có thể so sánh nghĩ nghe được yến trường phong nói vương thụy trong con người thanh quang bỗng nhiên bắn ra giống như một đạo tia chớp bổ về phía yến trường phong yến trường phong tóc dài nhẹ dương không cam lòng yếu thế đồng dạng mắt chán lãnh điện huyết sắc điện quang bay ra cùng kia thanh quang va chạm trong hư không truyền ra một tiếng đùng tiếng vang phía trước hư không chấn động tạo thành một mảnh hỗn loạn linh cơ loạn truyền vạn vẹo mọi người tầm mắt chỉ thấy lưỡng đạo ánh mắt đan chéo ở bên nhau theo sau xoay chuyển thành một cái lốc xoáy chiến. Đột nhiên, Vương Thụy khẩu chán sấm sét, sách thương lang hoang thú chạy băng băng mà đến, mạnh mẽ hơi thở mãnh liệt. Loảng xoảng, cực đại màu đen trường thương lạnh băng, mũi thương kéo trên mặt đất, cọ sát ra một cái sáng lạn hỏa tinh. Vương Thụy cả người sát ý minh mông, kéo thật lớn màu đen trường thương, hướng tới Yến Trường Phong sung phong liều chết mà đến. Hắn ngồi xuống hoang thú, thương sói trung Nguyệt, uy phong lẫm lẫm, trên người hơi thở, đồng dạng nhiếp người, không thể so kiếp dương cảnh cường giả kém cỏi càng làm cho người động dung chính là này đầu thương lang thế nhưng cũng khống chế một cái đại đạo một đầu tỏa kỵ mà thôi thế nhưng khống chế đại đạo này nhưng không phải là nhỏ không nói vương thủy thực lực chỉ bằng hắn ngồi xuống thương lang liền mạnh mẽ vô cùng thực lực không thua gì lúc trước bị yến trường phong chém giết những cái đó binh sĩ giờ phút này vương thủy cùng thương lang cùng sát chi hai người hơi thở liên hợp phát ra khí thế áp bách vô cùng đáng sợ bốn phía không ít quan vọng thiên kiêu sắc mặt biến hóa cảm giác được vô cùng áp lực. Hảo Cường đại hơi thở, không riêng gì hắn bản nhân, dưới tòa hoang thú, thế nhưng cũng như vậy đáng sợ. Bốn phía một ít thiên kiêu nhịn không được kinh hô ra tiếng. Ong ong, Yến Trường Phong trong tay thanh đồng cổ kiếm vù vù, chấn động hư không, từng sợi sắc nhọn chi khí phát ra tranh tranh tiếng vang. Yến Trường Phong tóc rối phi dương, một người đứng ở giữa sân, vạt áo tung bay, thanh đồng cổ kiếm chỉ xéo mặt đất. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt sắc nhọn như đao, nhìn hùng hổ xung phong liều chết lại đây một người một thú, không có nửa điểm sợ hãi chi sắc, có chỉ là kia hướng thể mà ra từng luồng cơ hồ lệnh người hít thở không thông thiết huyết sát phạt chi khí. Sát, Yến Trường Phong khẽ quát, há mồm phun ra một đạo tia chấp, bổ về phía xung phong liều chết lại đây một người một thú, theo sau thân hình đong đưa, một cái lập lè, giống như thuấn di giống nhau, nháy mắt biến mất không thấy. Thật nhanh, bốn phía có người kinh hô, kia thương lang trên lưng vương thủy cùng ánh mắt một ngưng, kéo trên mặt đất trường thương bỗng nhiên hướng về phía trước một trọn, đem yến trường phong phun ra kia nói huyết sắc tia chớp đánh tan đồng thời, bỗng nhiên hướng tới bên cạnh người một cái quét ngang. Đương, một đạo thanh thúy binh khí giao kích tiếng vang lên, yến trường phong thân hình ở vương thụy bên cạnh người hiện lên, trong tay thanh đồng cổ kiếm cùng vương thụy màu đen trường thương đánh vào cùng nhau. Xé kéo, từng luồng sắc nhọn chi khí phát ra mà ra, cuốn hướng vương thụy. Vương thụy sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới Yến Trường Phong nhất cử nhất động thế nhưng liền có như vậy sắc nhọn kiếm khí tương tùy. Hắn tay phải một tay cầm súng, tay trái phiếm màu xanh lá hà quang, một trường ấn ở hư không, hư không như sóng gợn nhộn nhạo mở ra, đem kia cuốn hướng hắn kiếm khí đánh sơ xác Dầm, thanh đồng cổ kiếm dán trường thương quét tới, Vương Thụy nắm chặt trường thương tay bỗng nhiên buông lỏng, tùy ý trường thương lăng không, buông ra tay tịnh chỉ thành kiếm, chỉ đoạn lao ra một sợi ba thước lớn lên thanh quang, hóa thành một thanh chỉ kiếm chém về phía yến trường phong yến trường phong lập tức bấm tay bắn ra một đạo kiếm khí phát ra sắc nhọn vô biên ken kiếm khí cùng kia chỉ kiếm va chạm phát ra ra một cổ vô hình lực lượng khí lãng đồng thời sắc nhọn kiếm khí hóa thành cơn lốc quét về phía bốn phía trong hư không phát ra ủ ủ tiếng động trói tai thanh âm xuyên kim nứt thạch bén nhọn đến làm nhân thần hồn dục nứt yến trường phong đùi phải quét ngang vương thụy từ thương lang trên lưng bay lên trời tránh đi này một kích đồng thời lại lần nữa đem trường thương hút vào trong tay ong như dao long ra biển trường thương lạnh lẽo ở vương thụy trong tay kén ra một vòng tái nhật viên hình cung theo sau bỗng nhiên một lưỡi lê ra một chút hàn mang ngưng tụ động sát hướng yến trường phong hai người giao thủ cực nhanh phản ứng đều mau đến mức tận cùng thân hình toàn đã mơ hồ kia trường thương quét tới thế tới hung mãnh động sát tới yến trường phong ánh mắt ngưng tụ thành một đường quét ngang đi ra ngoài đùi phải bỗng nhiên chuyển biến quỹ đạo hóa quét vì đá đá vào màu đen trường thương thô dài thương thân phía trên, mượn lực bắn ra mà ra, dừng ở cách đó không xa. Hai người này một loạt giao thủ, bất quá trong chấp nhoáng. Nhưng này ngắn ngủi giao thủ, nhìn như bình thường tầm thường chiêu thức, nhưng là giữa lại ẩn chứa rất nhiều tin tức. Hai người kinh nghiệm chiến đấu, đều vô cùng phong phú. Thật đáng sợ hai người, có số ít thiên tài nhìn thấy manh mối, biểu tình ngưng trọng. Hai người mới vừa rồi giao thủ, đều không có thi triển cái gì cường đại thần thông, đều là đơn giản nhất công kích phương thức, nhưng là tới rồi bọn họ cái này cảnh giới, đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, liền tính là như vậy đơn giản công kích, cũng ẩn chứa vận luật, hóa hủ bại vì thần kỳ. Càng quan trọng là, thông qua này ngắn ngủi giao thủ, có thể thấy được hai người kinh nghiệm chiến đấu phong phú đồng thời, còn có hai người tính cách, cùng với rất nhiều tấn công địch đặc thù. Hai người mới vừa rồi giao thủ, đều phi thường trầm ổn, không có nửa điểm tâm phù khí táo, mỗi một kích nhìn như đơn giản công kích đều đạt tới tốt nhất ngân địch hiệu quả, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Người có tư cách cùng ta một trận chiến. Sát, vương thụy màu xanh lá ánh mắt một ngưng, cả người sát ý ngưng tụ thành một cổ, cả người hơi thở đều biến hóa, sau lúc trước càng thêm cường thịnh, mới vừa rồi thử đã kết thúc, hiển nhiên là tính toán động thật cách. Hắn một lần nữa dừng ở thương lang trên lưng, cùng thương lang hơi thở, thế nhưng dần dần dung hợp, phảng phất hoàn toàn hóa thành nhất thể. Kia thương lang trực tiếp một cái phi pháp, tàn bạo hơi thở điên cuồng tuôn ra, trong miệng răng nanh hàn quang lập lòe, sắc nhọn vô biên, đại móng vuốt bay thẳng đến yến trường phong chụp xuống dưới, lực đạo cương mãnh, chấn đến hư không đều rung động lên, phảng phất muốn hỏng mất. Ong, đồng thời, thương lang trên lưng vương thủy cũng ra tay, trong tay thô to màu đen trường thương trầm trọng vô cùng, lực đánh xuống tới, uy thế ngập trời, phảng phất có thể tạp toái một viên đại tinh. Trường 925, chiến đấu kịch liệt, suy lạp, nhìn lại lần nữa xung phong liều chết tới vương thủy cùng thương lang, yến trường phong ánh mắt khép mở, quanh thân bỗng nhiên lao ra từng luồng sắc bén kiếm khí viên mãn cảnh kiếm ý nở rộ vô số sắc nhọn kiếm khí hướng thể mà ra kia sắc nhọn kiếm khí cắt qua hư không phát ra bén nhọn hí vang tức khắc chi gian bốn phía không ít tu sĩ sắc mặt đại biến kia từng đạo kiếm khí vần quanh yến trường phong bốn phía tùy ý chạy như bay cắt tứ phương khuếch tán đi ra ngoài sắc nhọn chi khí làm không ít người cảm giác được thật lớn uy hiếp sợ kia sắc nhọn chi khí đột nhiên hướng tới bọn họ tập giết qua đi Yến Trường Phong cả người hơi thở càng sâu lúc trước, thân hình chợt lóe, dẫn theo thanh đồng cổ kiếm, hóa thành một đạo huyết quang, hướng tới Vương Thụy đón đánh đi lên. Phần Phật kia từng đạo sắc nhọn kiếm khí, ngưng tụ ở bên nhau, nhảy vào thanh đồng cổ kiếm giữa, khiến cho thanh đồng cổ kiếm càng thêm sắc nhọn cùng sắc bén. Hắn nhất kiếm vẽ ra, sắc nhọn chi khí nhiếp nhân tâm hồn, đem hư không cắt mở ra, bốn phía không ít quan vọng người đồng tử co rút lại. Thật đáng sợ kiếm khí, không ít người biểu tình ngưng trọng trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Ngay cả Vương thủy cũng sắc mặt khẽ biến, này cổ sắc nhọn chi khí, mặc dù hắn thân xuyên tử kim chiến khải, đều có thể cảm nhận được kia xuyên thấu qua chiến khải đâm vào làn da thượng mũi nhọn, phảng phất muốn đem hắn cả người xé rách. Một đầu nho nhỏ hoang thú, cũng dám đối ta lộ ra răng nanh, huy động lợi trảo. Yến Trường Phong khẽ quát, phía sau tùy ý bay múa tóc rối đột nhiên căn căn trong suốt, giữa lao ra từng luồng kiếm khí. Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, một cái bắn ra, nháy mắt tới gần Vương Thụy, trong tay thanh đồng cổ kiếm lấy so lúc trước thử là lúc càng thêm mau lẹ tốc độ, bỗng nhiên nhất kiếm hóa lạc. Phốc, giống, thương lang tức khắc kêu thảm thiết, hướng tới Yến Trường Phong chụp tới lang chảo bị đương trường tức lạc, máu tươi điên cuồng tuôn ra, giống như thác nước lưu tuyền. Đông, thật lớn lợi chảo rơi trên mặt đất, lệnh mặt đất đều vì này chấn động. Ngươi dám thương ta ái kỵ, Vương Thụy thấy thế con người giữa đột nhiên bắn ra huyết quang, nổi giận gầm lên một tiếng, màu đen trường thương đánh rất xuống dưới. Suy, Yến Trường Phong biến thành huyết sắc kiếm quang ở trên hư không chung một cái bắn ra, nháy mắt tránh đi này cuồng bạo một kích. Hắn bình tĩnh vô cùng, phản bước ra bay ngược hết sức, một vòng huyết sắc kiếm quang bỗng nhiên sáng lên. Tu la kiếm pháp, bạt kiếm thức, đỏ tươi như máu kiếm quang, xuyên thấu hư không, trong nháy mắt nhộn nhạo mở ra. Kia mới vừa rồi thống khổ rít gào, ánh mắt lộ ra điên cuồng cùng hung tàn chi sắc thương lang đột nhiên đồng tử co rút lại, bỗng nhiên thả người dựng lên, hóa thành một đạo màu bạc tia chớp thế nhưng muốn bỏ chạy. Nhưng lại Yến Trường Phong này nhất kiếm tốc độ thật sự quá nhanh. Bà kiếm thức, đây là tu la kiếm pháp chung, nhất nhanh chóng nhất kiếm. Yến Trường Phong từ ở huyết luyện các bí cảnh chung, từ huyết đế huyết vô nhai nơi đó được đến hoàn chỉnh tu la một mạch truyền thừa, hơn nữa đem trong cơ thể pháp lực cùng thần lực, toàn bộ chuyển hóa thành tu la chi lực sau, đối tu la kiếm pháp lĩnh ngộ càng thêm cao thâm. Lấy tu la chi lực thi triển ra tới tu la kiếm pháp, uy lực càng cường hơn nữa hiện giờ yến trường phong đã một lần nữa khống chế tu la chi đạo sát phạt chi đạo hiện giờ thi triển tu la kiếm pháp bày ra ra tới uy lực cùng dĩ vãng xưa đâu bằng nay này nhất kiếm quét ra một phần ngàn cái khoảnh khắc đều không đến kia thương lang vừa mới sinh ra lui khiếp chi ý hóa thành một đạo màu ngân bạch tia chớp còn không có bỏ chạy huyết sắc kiếm quang liền đã quét tới đánh chúng này nói màu ngân bạch tia chớp phát ra ra một mảnh huyết vụ xích một cái thanh hồng từ kia phanh huyết vụ chung vọt ra tóc rối phi dương a à, ta muốn ngươi chết vương thụy giống giận không nghĩ tới yến trường phong thế nhưng sẽ trước công giết hắn tỏa kỳ mới vừa rồi kia nhất kiếm đáng sợ vô biên hơn nữa yến trường phong công kích chính là thương lang đều không phải là hắn bản nhân bởi vậy hắn đối yến trường phong này nhất kiếm phản ứng liền chậm nửa nhịp phản ứng lại đây muốn ra tay cứu thương lang là lúc kiếm quang đã đến đương trường đem kia thương lang chạm đến hình thần đều diệt này đầu thương lang tuy rằng cường hãn cũng chỉ là sánh vai mới vừa rồi Yến Trường Phong chém giết đám kia binh sĩ mà thôi. Lúc trước Yến Trường Phong vẫn chưa vận dụng viên mãn cảnh kiếm ý, liền đã nhẹ nhàng thu hoạch kia mười mấy binh sĩ tánh mạng, hiện giờ thi triển ra viên mãn cảnh kiếm ý, ở hơn nữa tu la kiếm pháp trung nhất sắc bén nhất kiếm, một đầu tỏa kỵ mà thôi, tự nhiên không có khả năng ngăn cản được trụ. Vương Thụy Phi đầu tán phát, tóc dài thượng còn có chính mình tỏa kỵ vết máu, ướt lộc cộc, lại nhỏ giọt. Hắn màu xanh lá trong mắt nhảy ra đạo đạo huyết quang, sát ý mênh mông, lại giờ phút này nồng đậm tới rồi cực hạn. Đầu tiên là chính mình dưới trướng, bị Yến Trường Phong làm trò chính mình mặt chém giết. Mà nay ngay cả chính mình tỏa kỵ, cũng mệnh tang Yến Trường Phong trong tay. Như thế thù hận, sớm đã làm hắn giết ý khó có thể ức chế. Cho ta chết, hắn lăng không bay tới, giống như một tôn chiến thần, từng luồng sát ý thổi quét, giống như sóng to chụp thiên, quét ngang khu vực này, ở hắn quanh thân, hiện ra từng đạo màu xanh lá thần hoa, giống như một mảnh biển xanh. Yến Trường Phong ánh mắt nhiếp người, muốn giết ta người đều đã chết, người cũng sẽ là trong đó một cái. Yến Trường Phong khẽ quát, trong tay thanh đồng cổ kiếm tranh minh, mặt trên phát ra sắc nhọn chi khí, đâm xuyên qua hư không, chung quanh hơi thở phi thường khủng bố. Không ai có thể thấy rõ thanh đồng cổ kiếm hành tích, nó mũi nhọn, chặt đứt sở hữu nhìn trộm ánh mắt. Vương Thụy sắc mặt âm trầm như nước, không có nói thêm nữa cái gì, lạnh băng ánh mắt và định Yến Trường Phong. Hắn thi triển ra một môn đại thần thông cầm trong tay màu đen đại kích hung hăng quét tới, hư không kịch liệt chấn động, đáng sợ lực lượng giống như thủy triều mãnh liệt. Ầm vang, hư không mãnh liệt chấn động, như là không gian bích trướng không xong, muốn vỡ vụn mở ra. Màu đen trường thương vẽ ra một cái kinh người đổ cung, mặt trên đột nhiên ô làm vinh dự thịnh. Đương, Yến Trường Phong giơ kiếm đón chào, cùng màu đen trường thương mãnh liệt giao kích, trong nháy mắt giao thủ mấy trăm hiệp, lảnh lót binh khí giao tiếp thanh hoàn toàn liền thành một đường, phân biệt không ra rốt cuộc phát ra bao nhiêu lần đấu tinh lộng nguyệt hỗn độn tự khai vương thụy lây dính thương lang huyết tóc dài vũ động trong tay màu đen trường thương hung hăng quét xuống dưới đáng sợ lực lượng giam cầm hư không đương yến trường phong hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang cùng chi đánh vào cùng nhau tức khắc sắc mặt khẽ biến một cổ bàng bạc mạnh mẽ đột nhiên theo hắn cầm kiếm tay truyền lại lại đây hướng tới hắn khắp người dũng đi tinh nguyệt hỗn độn thánh thuật yến trường phong trong lòng hơi kinh cùng với kia cổ cuồng mãnh lực lượng có một đám ánh sao nguyệt hoa quang điểm Giống như hỗn độn giống nhau, Dũng mãnh vào yến trường phong thân thể giữa, mỗi một cái quang điểm chung đều ẩn chứa đáng sợ sát khí, lực lượng kinh người. Đây là một môn cường đại thượng cổ thần thuật, uy lực kinh người. Hừ, Vương Thụy hừ lạnh, không nói thêm gì, bỗng nhiên một trường hoành đánh kia màu đen trường thương, lòng bàn tay ánh sao nguyệt hoa ngưng tụ thành một cái lốc xoáy, giữa vô số tinh đốm quang điểm, giống như vũ trụ hỗn độn. Hắn một trường đánh ở kia màu đen trường thương phía trên, thật lớn lực đạo truyền lại màu đen trường thương bỗng nhiên chấn động, đáng sợ lực đạo truyền lại truyền lại ở thanh đồng cổ kiếm thượng. Yến Trường Phong hổ khẩu vỡ ra, kim hà bay ra, bàng bạc mạnh mẽ, đem hắn chấn đến bay ngược đi ra ngoài. Mạnh mẽ mà cuồng mãnh lực lượng ở Yến Trường Phong trong cơ thể trào dâng, chấn đến hắn khí huyết cuồn cuộn. Chương 926, diệt sát, Yến Trường Phong trong cơ thể huyết khí quay cuồng, ở nơi xa vừa mới ổn định trụ thân hình, Vương thụy một lần nữa nắm giữ bắn ngược trở về màu đen trường thương, ôm đồm ở trong tay hướng tới Yến Trường Phong đuổi giết xuống dưới, thương gia như long, đinh hướng Yến Trường Phong ấn đường. Tinh nguyệt hỗn độn thánh thuật, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, lúc trước ở huyết luyện chi lộ đệ tam tòa vùng sát cổng thành, bị huyền cửu u giết được trời cao không đường, xuống đất không cửa thương lang vương. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trong cơ thể tu la chi lực cùng giết chóc đại đạo chi lực mãnh liệt minh mông, đem kia ánh sao nguyệt hoa quang điểm hết thảy nghiền diệt. Một cổ nồng đậm tu la chi khí, hướng thể mà ra, Yến Trường Phong quanh thân khí thế nháy mắt biến, quanh thân sát phạt chi khí, gấp 10 lần cùng lúc trước, mãnh liệt sát phạt hơi thở, sông thẳng trời cao. Tu la đảo, tuyết trắng trường bào, giờ phút này trở nên đỏ tươi như máu, như thác nước huyết phát phi dương, cả người tu la chi khí vẩn quanh, tràn ngập ma tính. Một đôi huyết đồng, nhiếp nhân tâm phách, nhìn chằm chằm sung phong liều chết lại đây vương đằng, huyết sắc ánh mắt làm vương đằng không tự chủ được trong lòng run lên. Trong tay thanh đồng cổ kiếm thượng, cho đen sắc lộ ra huyết hồng tu la chi khí vần quanh, Yến Trường Phong trên người uy thế hơn xa lúc trước. Từng luồng mũi nhọn chi khí kích đến hư không không ngừng vặn vẹo, thậm chí vỡ ra. Người cầm mồm, nghe được Yến Trường Phong nhắc tới năm xưa vết thương cũ, Vương Thụy Tức khắc tức giận. Lúc trước hắn cũng là một thế hệ thiên kiêu, chính là kia một lần huyết luyện chi lộ trung hạt giống cấp nhân vật, đã từng sấm hạ hiển hách huy danh, kết quả vô ý đá đến ván sắt, chọc phải Huyền Cửu U, bị Huyền Cửu U đuổi giết mấy cái tinh vực cuối cùng xâm nhập một mảnh tuyệt địa, may mắn chạy trốn. Bởi vì huyền cửu u duyên cớ, hắn thậm chí từ bỏ tiếp tục lang bạt huyết luyện chi lộ, lui trở về, về tới mới bắt đầu chi thành. Đây là hắn trong lòng lớn nhất đau, cũng là hắn bình sinh lớn nhất sỉ nhục, ngày xưa đủ loại vinh quang, đều ở kia một lần tẫn tang. Ngàn năm trước, người từ huyền cửu u trong tay tránh được một kiếp, lúc này đây người chọc phải ta, không chỗ nhưng trốn. Sát, yến trường phong lãnh sắt, huyết sắc con người ánh mắt đại thịnh, từng luồng đáng sợ tu la chi khí, vần quanh ở yến trường phong quanh thân, áp chế vương thụy pháp lực. Hắn cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm, lăng không mà đứng, nhìn chằm chằm sung phong liều chết lại đây, khí thế hung ác vương thụy, bỗng nhiên một kiện chém xuống. Xuy lạp, hư không bị cắt khai một cái thật lớn khẩu tử, đen như mực một mảnh. Một đạo huyết sắc kiếm quang, sỏ xuyên qua thiên địa, phảng phất trở thành vĩnh hằng. Cái gì, vương thủy tức khắc biến sắc, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, này nói huyết sắc kiếm quang, quá mức sắc nhọn cùng sắc bén, đồng thời cũng quá mức bá đạo. Giữa ẩn chứa sắc nhọn chi khí, cùng với cuồng mãnh bá đạo, tràn ngập sát phạt hơi thở tu la chi lực cùng giết chóc đại đạo chi lực, trong nháy mắt bùng nổ mở ra, bày ra ra không gì sánh kịp uy thế. Phương Thụy cả người lông tơ lập tức đứng chổng ngược lên, này nói huyết sắc kiếm quang chưa tới gần, kia cổ sắc nhọn đau đớn cảm đã truyền đến. Hắn mí mắt nhảy lên, loại này mãnh liệt nguy cơ cảm, chỉ có ở năm đó đối mặt huyền cửu u thời điểm, từng cảm thụ quá, từ nay về sau gần ngàn năm, còn cũng không từng làm hắn từng có lúc này như vậy mãnh liệt nguy cơ cảm. Tinh nguyệt hỗn độn thánh thuật, ta lấy hỗn độn vì thiên. Vương Thụy hét lớn một tiếng, tóc rối bay múa, hóa công vì thủ, nguyên bản ám sát hướng yến trường phong màu đen trường thương đột nhiên hướng về phía trước một trọt, vẽ ra một cái nửa vòng tròn, một đạo sáng lạn ngân huy sái lạc, hóa thành đầy trời tinh đấu. Mờ mịt ánh sáng, ngân huy hỗn độn, đem vương đằng bao phủ đi vào. Diệt, đối mặt Phương Thụy thi triển ra tới thượng cổ thần thuật, Yến Trường Phong chỉ há mồm khẽ quát. Một cái huyết sắc tràn ngập sát ý ký hiệu từ hắn trong miệng thốt ra. Huyết sắc kiếm quang hưu nhiên chém xuống, cùng kia mờ mịt ngân huy đánh ở bên nhau. Keng keng keng, ngân huy kịch liệt rung động, phát ra ra từng mảnh sáng lạn hỏa tinh, từng luồng đáng sợ sắc nhọn kiếm khí, từ kia màu bạc quang thuẫn chảy xuống, rơi xuống nước tứ phương. Không tốt, Chu Vi xem không ít thiên kiêu lộ ra vẻ mặt kinh hãi, kia rơi xuống nước kiếm khí hướng tới bọn họ bay tới, làm bọn hắn không ít người tâm sinh nguy cơ cảm, sôi nổi bạo lui, đồng thời thi triển mạnh mẽ thần thông chống đỡ. Mà chiến trường trung ương, Vương Thụy Mí mắt nhảy lên, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, cắn răng đau khổ chống đỡ kia phiến mở mịt ngân huy. Yến Trường Phong huyết sắc con người lạnh băng, tâm niệm vừa động, viên mãn cảnh kiếm ý toàn diện nở rộ, thêm vào kia nói huyết sắc kiếm quang. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vang, kia phiến sáng lạn ngân huy vỡ ra, theo sau đáng sợ kiếm khí tức khác như hồng thủy ngập trời, vây quanh đi lên, nhằm phía vương thủy. Vương thủy tức khắc sắc mặt đại biến, đôi tay hoành nắm màu đen trường thương. Đương, huyết sắc kiếm quang trảm ở kia màu đen trường thương thược, kia trường thương dị thường kiên cố, vẫn chưa bị đánh đoạn. Nhưng kia đáng sợ lực đạo phát ra, đem vương thủy đương trường trấn đến bay tứ tung đi ra ngoài. Theo sau huyết sắc kiếm quang phân hóa, hóa thành đầy trời quang vũ, huyết quang lập lòe, sắc nhọn vô biên, xuyên thủng thời không, hướng tới vương thụy bao phủ qua đi sao có thể thực lực của ngươi tại sao lại như vậy cường ngươi mới kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh sơ kỳ tu vi chuyện này không có khả năng vương thụy kêu sợ hãi đôi tay không ngừng múa may màu đen trường thương oanh kích những cái đó quang vũ đồng thời không ngừng bay ngược phốc phốc nhưng là những cái đó quang vũ quá rậm rạp thả sắc nhọn vô biên vương thụy bị phách bay ngược dưới tình huống khó có thể tất cả ngăn cản bị quang vũ xuyên thủng thân thể trong nháy mắt liền cả người tắm máu ánh sáng đom đóm há biết hạo nguyệt quang mang yến trường phong thần tình lạnh lùng xích hắn ở trên hư không trung chợt lóe dẫn theo thanh đồng cổ kiếm lại lần nữa hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang hướng tới vương thụy đuổi giết đi lên giờ phút này vận dụng tu la đạo yến trường phong thực lực tuyệt phi vương thụy có thể so hắn trên người sắc nhọn chi khí xé rách hết thảy mặc dù là huyết luyện chi lộ này phiến kiên cố hư không bích chướng cũng vô pháp hoàn toàn thừa nhận trụ bị hắn xé rách khai một cái hẹp dài vết rách hóa thành huyết sắc kiếm quang, xuyên thấu hư không, nháy mắt đuổi theo Vương Thụy, sát phạt chi khí mãnh liệt minh mông. Không cần, Vương Thụy đồng tử mãnh xúc, há mồm kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, lúc trước ngạo nghễ tư thái, sớm đã không biết tung tích. Ta nói rồi, ngàn năm trước người từ huyền cửu u trong tay tránh được một kiếp, lúc này đây ngươi chọc phải ta, ta dạy cho ngươi không chỗ nhưng trốn. Sát, Yến Trường Phong khẽ quát, sát ý nghiêm nghị, huyết sắc kiếm quang thế không thể đỡ, hung hăng đánh rất xuống dưới, đem vương thụy đương trường phách bay ra đi. Sắc nhọn kiếm khí phát ra, theo màu đen trường thương thổi quét, đem vương thụy bàn tay rảo thành một phủng huyết vụ. Chết, theo sau yến trường phong kiếm quang một ngưng, trong hư không hiện ra một đạo huyết sắc kiếm quang, hưu nhiên bay ra, chảm nhập vương thụy thân thể giữa. Phốc, vương thụy trực tiếp bị chuôi này huyết sắc kiếm quang đinh trên mặt đất, cường chống ngẩng đầu nhìn về phía lăng không mà đứng yến trường phong, con người khóe miệng tràn ra đỏ bừng vết máu. Hắn hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, nhưng trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ sắc nhọn kiếm khí, bỗng nhiên tàn sát bừa bãi mở ra, từ trong tới ngoài, đem hắn thân thể rảo cho bụi yên diệt. Một sợi tàn hồn từ hắn đầu chung vọt ra, muốn đào tẩu. Hư, Yến Trường Phong một tiếng hừ lạnh, hơi thở cuồn cuộn, như sấm sét giống nhau, một đạo huyết sắc lôi đình buôn tẩu, đánh trúng vương thủy tàn hồn, đem này hoàn toàn chém chết. Chương 927, Ma liệt, Vương thủy hoàn toàn ngã xuống, thần hồn câu diệt, kia côn màu đen trường thương cắt qua hư không, muốn bỏ chạy, Yến Trường Phong duỗi tay một nhiếp, tức khắc đem nó nhiếp bắt được trong tay, đương trường luyện hóa. Bốn phía không ít quan vọng các giới thiên tài tất cả đều chấn động không thôi, tâm thần chấn động. Mới vừa rồi Yến Trường Phong cùng Vương Thụy hai người giao thủ, sở bày ra ra tới thực lực, làm không ít người tâm sinh kiêng kỵ. Đặc biệt là nhìn giờ phút này thi triển ra tu la đạo Yến Trường Phong, không ít người đều cảm giác được áp lực cực lớn. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, rộng mở nhìn về phía kia số ít mấy cái trong con người nhảy lên cao mãnh liệt chiến ý thiên kiêu. Tưởng chiến liền lại đây, không nghĩ chiến liền thu hồi các ngươi chiến ý. Yến Trường Phong lạnh nhạt mở miệng, mấy cái thiên tài con người chợt lóe, thiên thần đại lục thiên kiêu, quả nhiên không giống bình thường, kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh, liền có như vậy thực lực. Một cái màu đồng cổ làn ra, hỏa hoàng đồng từ tóc đỏ nam tử mở miệng, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, con người giữa chiến ý rất cường thịnh. Chiến không, Yến Trường Phong chỉ lạnh nhạt đáp lại, tóc đỏ nam tử khóe miệng hơi trừ, trong mắt kia mãnh liệt chiến ý bỗng nhiên tắt, ngươi vừa mới trải qua một trận chiến, tiêu hao thật lớn, ta không nghĩ sấn người chi uy. Nói xong hắn liền xoay người rời đi, ta không ngại, Yến Trường Phong nhàn nhạt, nhạt nói, tóc đỏ nam tử nghe vậy bước chân một đốn, ta để ý. Nửa tháng sau khảo hạch thí luyện, nếu là gặp được, ta sẽ cùng với ngươi một trận chiến. Nói xong hắn không ở dừng lại, như vậy rời đi. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, cái này tóc đỏ nam tử thực lực đích xác rất mạnh, kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh đỉnh, so với Vương thủy tu vi còn yếu lược thấp một bậc, nhưng là cấp Yến Trường Phong uy hiếp, lại so với khởi Vương Thụy còn muốn lớn hơn rất nhiều. Theo Yến Trường Phong phỏng chừng, đối phương vô cùng có khả năng là một người hạt giống cấp nhân vật, mặc dù không phải, có lẽ cũng kém không xa, ít nhất đạt tới yêu nghiệt cấp đỉnh trình tự. Yến Trường Phong không có để ý đối phương lời nói, nếu đi tới huyết luyện chi lộ, Hắn cũng đã làm tốt nghênh chiến các giới thiên kiêu tính toán, sẽ không lui sợ. Bất quá đối phương nếu không muốn vào giờ phút này ra tay, bại lộ thực lực, Yến Trường Phong cũng không ép bách. Thu hồi ánh mắt, Yến Trường Phong nhìn quét bốn phía những người khác, không ít thiên kiêu ánh mắt lập loè, trong ánh mắt có kiêng kỵ chi sắc. Số ít mấy người trong mắt còn có chiến ý, nhưng là giờ phút này thấy Yến Trường Phong xem ra, cũng đều thu liễm lên, đối với Yến Trường Phong gật gật đầu, không có ra tay tính toán hiện giờ còn có nửa tháng liền phải bắt đầu lần đầu tiên thí luyện khảo hạch, ở ngay lúc này, một ít người cũng không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực của chính mình cùng át chủ bài. Thấy không có người tiến lên, Yến Trường Phong thu liếm nổi lên tu la đạo, không nói thêm gì, đang muốn cùng Tô Mộng Nhi rời đi, cách đó không xa một nhà trong tử lâu bỗng nhiên đi ra một người mặc màu xám trắng quần áo thiếu niên. Hướng về phía Yến Trường Phong khẽ quát một tiếng, đứng lại. Ngữ khí bên trong mang theo vài phần bá đạo, mệnh lệnh ý vị rất cường liệt yến trường phong cùng tô mộng nhi chưa từng dừng bước kia thân xuyên màu xám trắng áo dài thiếu niên thấy thế giận mắng một tiếng cho các người đứng lại có nghe hay không nói hắn bước nhanh vọt đi lên người ở cùng chúng ta nói chuyện sao cảm giác được thanh âm tới gần yến trường phong nghiêng người xem ra mày hơi chọn bình đạm mở miệng cổ nguyệt tử lầu lầu hai sát cửa sổ thần nguyên huynh ngươi làm ma liệt đi mời người là tưởng cho hắn một cái dao oai phủ đầu sao bàn tiệc thượng kia quyến rũ nữ tử cười mở miệng thân xuyên đan thanh sắc trường bào, đầu vấn tóc búi tóc, chát châm cài văn nhã nam tử đạm đạm cười, cấp chính mình rót ly rượu, nói, người này kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh tu vi, thế nhưng có thể trấn sát Vương Thụy, có chút ra ngoài ta đoán trước, nguyên bản theo ý ta tới, hắn nhiều nhất có thể cùng Vương Thụy chiến binh, không nghĩ tới thế nhưng là trực tiếp đem Vương Thụy trấn sát đương trường. Như thế tu vi, liền có như vậy thực lực, ở hơn nữa người này mới vừa rồi phong cách hành sự, không phải cái dễ đối phó người. Nếu muốn đem hắn kéo vào chúng ta cái này vòng, tự nhiên đến trước hảo hảo ma ma hắn tính tình, tỏa một tỏa hắn mũi nhọn. Thần Nguyên cầm khởi trong tay chén rượu, mở miệng nói. Làm ma liệt đi ma hắn tính tình, tỏa hắn mũi nhọn, người cũng không sợ biến khéo thành vụng. Kia thân xuyên màu đen long văn trường bào trầm ổn nam tử quét thần Nguyên liếc mắt một cái. Thần Nguyên chỉ đạm đạm cười, không có nhiều lời. Bên ngoài, mấy người trong miệng ma liệt, tức kia thân xuyên màu xám trắng áo dài thiếu niên vào tới yến trường phong cùng tô mộng nhi trước mặt, nghe được Yến Trường Phong dò hỏi, trong mắt không khỏi lộ ra một tia bất mãn. Bất quá chú ý tới Yến Trường Phong bên người Tô Mộng Nhi, ma liệt bỗng nhiên mắt lộ ra dị sắc, ánh mắt ở Tô Mộng Nhi trên người dừng lại một cái trước mắt, lúc này mới một lần nữa quét về phía Yến Trường Phong. Người vừa rồi cùng Vương Thụy chiến đấu, chúng ta đều thấy được, thực lực còn tính không tồi, có tư cách gia nhập chúng ta, cùng ta tới, có người muốn gặp ngươi. Ma liệt nhàn nhạt nói, nói lại nhìn Tô Mộng Nhi liếc mắt một cái, xoay người liền trở về đi. Chỉ là đi đến một nửa, lại phát hiện Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi vẫn chưa đuổi kịp, xoay người vừa thấy, phát hiện Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi lại lần nữa xoay người đi xa. Đứng lại, ma liệt thấy thế tức khắc tức giận, Yến Trường Phong cũng không từng quay đầu lại, còn dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, chảm ngươi. Lan, Yến Trường Phong lạnh băng thanh âm truyền đến, hắn không biết đối phương nói chính là ai muốn gặp hắn, cũng không có hứng thú đi biết. Đối phương ngữ khí, làm hắn rất là không mừng, giữa mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh miệng lưỡi. Đối với như vậy mời, hắn tự nhiên sẽ không có cái gì hứng thú. Ngoài ra, đối phương nhìn về phía Tô Mộng Nhi ánh mắt có gì, tự nhiên cũng sẽ không tránh được Yến Trường Phong chú ý. Người dám quát lớn ta, ma liệt nghe vậy tức khắc tức giận Yến Trường Phong lại là mang theo Tô Mộng Nhi đi xa, vẫn chưa để ý tới hắn. Ghen tị, Yến Trường Phong bên cạnh, Tô Mộng Nhi che miệng cười khẽ. Yến Trường Phong quét nàng liếc mắt một cái, trực tiếp tay phải bao quát, đem Tô Mộng Nhi ôm lấy, người đã sớm rơi vào trong tay của ta, ta còn cần ghen sao? Tô Mộng Nhi trắng yến trường phong liếc mắt một cái, phía sau ma liệt thấy thế khí thất khiếu bốc khói, người tìm chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người trào ra một cổ kinh người lệ khí, cuốn hướng yến trường phong. Yến Trường Phong ôm Tô Mộng Nhi đi trước bước chân một đốn, rộng mở ngoái đầu nhìn lại, con người giữa phiếm ra một đạo huyết quang. Suy lạp, huyết quang phục ra, đem kia đánh úp lại kinh người lệ khí lập tức chém chết chủ động trêu chọc ta người, chưa từng có kết cục tốt, người muốn chết sao. Yến Trường Phong mới vừa rồi đối đãi Tô Mộng Nhi nhu tình nháy mắt biến mất vô tung, thay thế chính là vô biên lạnh nhạt, thiết huyết, vô tình, con người giữa sát khí nở rộ. Cuồng vào, tiểu tử, người cho rằng chấn giết phương thủy, liền thiên hạ vô địch sao. Ta hảo tâm mời người dự tiệc, người không tiếp thu liền thôi, còn dám quát lớn ta, không giáo huấn một chút ngươi người không biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ma liệt con ngươi lạnh lẽo, quanh thân trào ra từng luồng hắc khí, có sát khí nở rộ. Keng, hắn người ngón tề trương, sinh ra từng cây sắc nhọn thả hẹp dài gai xương, lòng bàn tay ma khí cuồn cuộn, cuộn ngưng tụ thành hai luồng màu đen ma diễm. Ha ha, muốn đánh nhau rồi, ma liệt quả nhiên vẫn là như vậy tính tình dữ dằn. Thần Nguyên cười khẽ, nhẹ lay động giấy phiến. chương 928, chân áp ma liệt, người nọ thực lực không yếu, liền vương thụy đều bị hắn chân giết, ma liệt không thành vấn đề đi thân xuyên màu đen long văn trường bào trầm ổn nam tử nhíu nhíu mày nói. Người quá coi thường ma liệt, ma liệt tuy rằng tính cách trương cuồng, có chút không coi ai ra gì, bất quá thực lực của hắn ta lại là tin được. Nếu là toàn lực ra tay, lấy lúc trước vương thụy bày ra ra tới thực lực, kia vương thụy ở trong tay hắn căng bất quá trăm chiêu. Thần Nguyên nhẹ uống ly rượu, không để bụng nói, mấy người đàm luận gian, bên ngoài ma liệt đã ra tay, hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo quỷ mị hắc ảnh, trên người ma khí cuồn cuộn, hướng tới yến trường phong sung phong liều chết lại đây. Mười ngón tề trương, sắc nhọn gai xương hàn quang lấp lánh, lộ ra vài phần huyết sắc quang hoa, nhô lên cao chảo nhiếp xuống dưới. Liệt thiên người ba chảo, hắn đại sất một tiếng, cả người mặc ma khí hôi hổi, trong cơ thể pháp lực cùng đại đạo chi lực mãnh liệt minh mông, vừa lên tới liền vận dụng một môn đại thần thông. Lúc trước Yến Trường Phong cùng Vương Thụy Chi gian giao thủ, hắn đều xem ở trong mắt, biết Yến Trường Phong thực lực không tầm thường, tự nhiên không dám quá mức khinh thường. Không biết sống chết, nếu ngươi một hai phải tìm chết, ta liền thành toàn ngươi." Yến Trường Phong quét mắt cách đó không xa từ lầu lầu hai sát cửa sổ vị trí, đã sớm cảm giác được nơi đó có mấy đạo ánh mắt nhìn trộm, tâm niệm vừa chuyển, liền biết hơn phân nửa là Ma Liệt lúc trước trong miệng lời nói muốn gặp hắn những người đó. Đồng thời hắn cũng hiểu được, đối phương làm Ma Liệt như vậy một cái tính tình hỏa bạo người tiến đến, hiển nhiên là muốn mượn này chèn ép hắn khí thế. Còn chưa gặp mặt, Yến Trường Phong đã đối những người đó không gì tốt ấn tượng đến nỗi trước mắt chiều hắn công giết qua tới ma liệt, yến trường phong còn lại là trực tiếp động sát tâm. Ma liệt một mà lại khiêu khích hắn, hiện giờ càng đối hắn chủ động ra tay, cũng ẩn chứa sát khí, yến trường phong tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Xôn sao, không có cùng ma liệt dây dưa ý tứ, trực tiếp tu la đạo. Từng luồng nồng đậm tu la chi khí lập tức vần quanh ở yến trường phong quanh thân, hắn huyết phát phi dương, màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm bức áp lại đây ma liệt, thần tình lạnh lùng, phiên tay đó là một trường đè xuống. Phật ma diệt thế, trưởng duyên sinh diệt, tức khắc chi gian, trong hư không một tôn Phật ma hư ảnh hiện lên, ngồi ngay ngắn hư không, một bên Phật quang chiếu khắp, một bên ma diễm ngập trời. Kia Phật ma hư ảnh cùng Yến Trường Phong cùng ra tay, lòng bàn tay Phật ma nhị dòng khí chuyển, hoàn mỹ dung hợp, hình thành cân bằng. Một trường này ấn hạ, uy lực kinh thiên động địa, lập tức ép tới hư không ù ù rung động. Này một kích, Yến Trường Phong không có giữ lại, trực tiếp là toàn lực ra tay, không có chút nào muốn cùng ma liệt dây dưa ý tứ, tính toán trực tiếp đem này diệt sát. Cái gì? 108 cấm pháp chi nhất, Phật ma diệt thế. Lầu 2 trong tử lâu, bàn tiệc thượng thần nguyên tức khắc biến sắc, đứng dậy. Ma liệt có phiền toái, hắn cảm giác được Yến Trường Phong một trường này uy lực, so với lúc trước đối chiến Vương Thụy thời điểm, còn mạnh hơn hoành nhiều. Hắn vốn tưởng rằng, Yến Trường Phong đánh bại Vương Thụy, sở biểu hiện ra ngoài thực lực, đã là hắn toàn bộ, rốt cuộc Yến Trường Phong tu vi bãi tại nơi đó, kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh sơ kỳ nhưng là lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong lúc trước vượt cấp chấn sát phương thủy, thế nhưng còn có điều giữ lại, giờ phút này bày ra ra tới càng cường thực lực, làm hắn đều cảm giác được một tiêu uy hiếp. Người này quả thật là hạt giống cấp vô thượng thiên kiêu, ta vốn tưởng rằng hắn hẳn là chỉ có thể tính thượng là yêu nghiệt cấp đỉnh trình tự, nhưng hiện tại xem ra, ta quá xem nhẹ hắn. Kia thân xuyên màu đen long văn trường bào trầm ổn nam tử mắt chán thần hoa, nhìn chầm chầm Yến Trường Phong. Kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực, hơn nữa thế nhưng nắm giữ một môn tuyệt thế cấm pháp. Nếu là người này không thể cho chúng ta sử dụng, nhất định sẽ trở thành chúng ta kình địch. Thần Nguyên trầm giọng nói, theo sau thân hình chợt lóe, bay ra tử lầu. Dừng tay, hắn khẽ quát một tiếng, muốn ngăn lại Yến Trường Phong cùng Ma Liệt hai người chiến đấu. Nhưng là giờ phút này hai bên đều đã ra tay, sao có thể như vậy dễ dàng thu tay lại. Huống chi, Yến Trường Phong trong lòng đã phát ra sát ý, vậy tuyệt đối sẽ không lưu tình. Liếc mắt chạy tới thần nguyên, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, hắn biết, người này hơn phân nửa chính là ma liệt phía sau người, làm ma liệt tới thỉnh hắn dự tiệc người. Diệt, không để ý đến thần nguyên, Phật ma diệt thế hung hăng đánh qua đi. Kia ma liệt hãi hùng khiếp phía, ở Yến Trường Phong đánh ra cửa này cấm pháp thời điểm, liền đã cả kinh không nhẹ, cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Thấy thần nguyên ra mặt, mới vừa rồi hơi nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng không có chút nào dừng tay tính toán, như cũ chiều hắn ấn sát xuống dưới. Đạo huynh, mau mau dừng tay, oan gia nên giải không nên kết, đều là hiểu lầm. Thần Nguyên trong mắt hiện lên một mặt tức giận, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng không mua hắn chướng, nhưng là lại không có lập tức phát tác. Nếu nói lúc trước Yến Trường Phong chấn sát Phương Thụy, sở biểu hiện ra ngoài thực lực, làm hắn cảm thấy hứng thú, bắt đầu có chút nhìn thẳng vào Yến Trường Phong, như vậy hiện tại, chính là coi trọng. Yến Trường Phong giờ phút này bày ra ra tới thực lực, liền hắn đều ẩn ẩn cảm giác được một tiêu uy hiếp, không muốn cùng Yến Trường Phong như vậy trở mặt. Hiểu lầm, cái gì hiểu lầm, hắn năm lần bảy lượt khiêu khích ta, mà nay càng là đối ta lộ ra sát ý, đều muốn giết ta, một câu hiểu lầm liền tưởng bóc quá. Yến Trường Phong cười lạnh, sát ý không giảm, ma liệt cũng là tính tình táo bạo người, thấy Yến Trường Phong thế nhưng thật muốn giết hắn, tức giận không thôi, giết gào nói, tiểu tử, người dám đối với ta như vậy. Hừ, đến lúc này, còn dám đối ta ồn ào. Yến Trường Phong con người giữa huyết quang một ngưng, không ở nói thêm cái gì, trực tiếp hạ sát thủ. Tại đây huyết luyện chi lộ, hắn không chỗ nào cố kỵ, trẻ tuổi chung, không sợ bất luận kẻ nào, cứ việc kia thần nguyên cho hắn cảm giác rất cường đại, bất quá như cũ vô pháp làm Yến Trường Phong thu liếm sát ý, thay đổi đánh chết ma liệt quyết định. Đối phương nếu phái ma liệt tới tỏa hắn uy phong, hắn khiến cho bọn họ hảo hảo xem xem, rốt cuộc ai tỏa ai uy phong. Oanh, Phật ma đại thủ ấn hung hăng ấn xuống dưới, hư không vặn vẹo, từng luồng đáng sợ hủy diệt chi khí bao phủ tứ phương, làm trên đường phố không ít thiên kiêu nghẹn họng nhìn chân chối, ra đầu tê dại. Liệt thiên người ba chảo, ma liệt mí mắt nhảy lên, đôi tay liên tục chảo nhiếp hư không, từng luồng sắc bén hơi thở từ hắn mười ngón phát ra, đem hư không đều chảo nứt ra. Nhưng là Phật ma đại thủ ấn đẻ ép xuống dưới, kia đầy trời vết chảo, nháy mắt không còn sót lại chút gì, bị ép tới hỏng mất. Phật ma đại thủ ấn trung tâm, Phật ma nhị dòng khí chuyển, hình thành một cái viên, giữa truyền đến một cổ khổng lồ hấp lực, đem ma liệt kéo vào trong tay tâm hung hăng chân áp xuống dưới. Không, thần nguyên công tử cứu ta, ma liệt lần này rốt cuộc hoàn toàn hoảng thần, từng luồng khủng bố lực lượng hơi thở đem hắn bao phủ. Làm hắn cảm giác được vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm, trong lòng bao phủ thượng một tầng tử vong khói mù. Đạo huynh sát khí quá nặng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng một chút nho nhỏ hiểu lầm, hà tất muốn như vậy chém tận giết tuyệt. Thần nguyên ánh mắt hơi lóe, nói hắn trực tiếp ra tay, Cả người nở rộ ra một cổ đáng sợ lực lượng dao động, hắn phiên tay đánh ra một đạo trưởng ấn, hoành đánh Phật Ma đại thủ ấn, muốn giải cứu ma liệt. Chương 929, bất lực, yến mỗ hành sự, cần gì ngươi tới khoa tay múa chân, lăn. Thấy Thần Nguyên ra tay, Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, một thanh thanh đồng cổ kiếm xuất hiện ở trong tay, sắc nhọn kiếm khi nháy mắt phun ra nuốt vào mà ra, chém về phía Thần Nguyên bản nhân. Ngươi, thần nguyên tức khắc biến sắc, không nghĩ tới yến trường phong thế nhưng như vậy bá đạo chẳng những không có nghe theo hắn khuyên can ngược lại trực tiếp đối hắn ra tay yến trường phong này nhất kiếm không có lưu tình sắc nhọn vô biên mạnh mẽ vô cùng làm thần nguyên không dám khinh thường hắn kia nguyên bản đánh về phía phật ma đại thủ ấn trưởng ấn chuyển biến đánh về phía này nói sắc nhọn kiếm khí a à, nhưng bên kia phật ma đại thủ ấn đem ma liệt hấp thụ đến trong tay tâm theo sau hung hăng chấn áp xuống dưới kia ma liệt tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, đương trường bị áp bách trên mặt đất. Oanh, đại địa chấn động, Phật ma đại thủ ấn trực tiếp cái đè ở đá xanh trên đường phố, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt chấn động. Bất quá ở kia đá xanh trên đường phố, có một tầng vô hình lực lượng cái chắn, đem một trường này uy lực triệt tiêu, mặt đất như cũ bóng loáng. Nhưng một phủng huyết vụ, lại là từ Phật ma đại thủ ấn hạ nổ mạnh mà ra. Một viên thủy tinh cầu từ khe hở ngón tay chung vọt ra, sông lên trời cao, giữa ẩn chứa ma liệt thần hồn, nguyên thần ký thác thuật yến trường phong kinh ngạc tịnh chỉ điểm ra một đạo yêu dị huyết sắc kiếm quang xé rách hư không nhằm phía kia viên thủy tinh cầu a à, thần nguyên công tử cứu ta kia viên thủy tinh cầu trung tức khắc phát ra ma liệt tiếng thét chói tai giữa tràn ngập hoảng sợ hắn nguyên thần trốn tránh ở thủy tinh cầu trung hướng tới thần nguyên vào tới ai cũng cứu không được ngươi yến trường phong thanh âm lạnh băng sát ý khó có thể tắt huyết sắc kiếm quang lộng lẫy bắt mắt xỏ xuyên qua thiên địa dừng tay, như vậy từ bỏ, thần nguyên không ở như lúc trước như vậy bình thản đột nhiên đại sất một tiếng, cả người vạt áo cổ đáng, trong tay một thanh giấy phiến bay ra, mặt trên hỏa có núi sông xã tắc, thần cầm mãnh thú, đạo vận lưu chuyển. Chuôi này giấy phiến phù không, hóa thành một mảnh màn trời, lưu chuyển bảo huy, giữa trường ra một cái sinh mệnh chi hà, có nồng đậm sinh mệnh tinh hoa mãnh liệt, hướng tới kia viên thủy tinh cầu cuốn qua đi. Đồng thời giữa lại bay ra một tòa thần sơn, rơi xuống mà ra, oanh hướng kia nói huyết sắc kiếm quang. Ta muốn giết người, bằng ngươi còn hộ không được, yến trường phong lãnh suất, huyết sắc con người giữa đột nhiên bóng kiếm mênh mông. Viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm động cửu thiên dị tượng cùng nở rộ. Xích, vô số bóng kiếm cùng kiếm quang từ yến trường phong trong cơ thể lao ra, trong hư không kiếm minh tranh tranh, kiếm quang cùng bóng kiếm dung hợp, hóa thành vô số kiếm quang, sắc nhọn vô biên, tung hoành trên trời dưới đất. Mấy vạn kiếm quang, vần quanh yến trường phong, sát, yến trường phong khẽ quát, huyết sắc ánh mắt tỏa định ma liệt, một bó ánh mắt bùng nổ, đem ma liệt chung quanh hư không kíp nổ. Theo sau Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, quanh thân vần quanh kiếm quang hóa thành một cổ kiếm khí nước lũ, nhằm phía trốn tránh có ma liệt thần hồn thủy tinh cầu. A, à, ma liệt thần hồn sợ tới mức kịch liệt run rẩy, kia từng luồng bức người mũi nhọn, làm hắn thần hồn đau đớn dục nứt, phảng phất muốn tự mình chia lìa. Ầm vang, kiếm chiều đem kia tỏa trấn áp xuống dưới thần sơn sinh sôi đâm bay, vô số kiếm quang, rậm rạp, cảnh tượng khủng bố, lệnh trên đường phố vô số thiên kiêu hãi hùng khiếp phía Dậm rạp kiếm quang che trời lấp đất đem kia thần sơn nhảy phi đồng thời chẳng những cắt sơn thể ầm vang thần núi lở nứt vô số núi đá bay về phía tứ phương nhưng này đều không phải là chân chính núi đá bị yến trường phong kiếm quang dảo diệt lập tức trở về căn nguyên hóa thành từng luồng minh mông lực lượng dũng hướng bốn phương tám hướng thịch 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 kiếm chiều mãnh liệt hung hăng đánh sâu vào kia khẩu bảo phiến kia bảo phiến kịch liệt chấn động bảo quang ảm đạm, che chở thủy tinh cầu chung, ma liệt thần hồn phát ra thét chói tai, trong lòng bất an. Đủ rồi, thần nguyên giận mắng, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, nhìn chầm chầm yến trường phong con người giữa có hàn mang hiện ra. Người muốn như thế nào mới bằng lòng dừng tay, thần nguyên thở sâu, yến trường phong thần tình lạnh lùng, người tốt nhất không cần đối ta lộ ra sát ý, nếu không người này đó là người kết cục. Yến trường phong búng tay, một đạo thật nhỏ huyết sắc kiếm quang, gia nhập đến kia minh mông kiếm chiều bên trong, kia nguyên bản cũng đã chịu không nổi gánh nặng bảo phiến đột nhiên kịch chấn bảo quang bị tách ra kiếm chiều nháy mắt phân dũng đem kia viên thủy tinh cầu bao phủ phanh một tiếng tiếng vang thanh thúy kia viên thủy tinh cầu đương trường nổ tung ma liệt thần phách bại lộ ra tới nhìn thần nguyên phát ra tuyệt vọng kêu to thần nguyên công tử cứu ta thần nguyên không có đi xem hắn sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm yến trường phong định ở giữa không trung đều không phải là không cứu là bất lực yến trường phong thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Ở hơn nữa ma liệt đã bị kiếm chiều bao phủ, mặc cho thần nguyên có thiên đại bản lĩnh, cũng không có khả năng giải cứu xuống dưới. Ma liệt tuyệt vọng kêu thảm thiết bao phủ ở hôi hổi kiếm chiều chung. Ba ba bá, bá, mặt diệt ma liệt, kiếm chiều ở giữa không chung một cái xoay chuyển, hướng tới yến trường phong cuốn trở về trở về, vần quanh ở yến trường phong quanh thân, tùy ý bay múa, cuốn lên từng luồng cuồng phong, đem yến trường phong một đầu như thác nước huyết phát thổi loạn. Trên đường phố đột nhiên một mảnh an tĩnh các giới thiên kiêu đều bị Yến Trường Phong này một loạt thiết huyết sát phạt thủ đoạn kinh sợ. Lúc trước cường thế chấn sát Phương Thụy, liền đã làm không ít người động dung, trong lòng chấn động. Nguyên bản mọi người đều cho rằng đánh chết Phương Thụy khi Yến Trường Phong bộc phát ra tới thực lực, cũng đã là hắn toàn bộ thực lực, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng còn có điều giữ lại. Một cái so Phương thủy còn mạnh hơn ra một đường đương thời thiên kiêu, thế nhưng cứ như vậy chết thảm ở Yến Trường Phong trong tay. Càng làm cho không ít người động dung chính là, ngay cả thần nguyên, đều không có ngăn trở xuống dưới yến trường phong đánh chết ma liệt. Thần nguyên, đây là này một đám tiến vào huyết luyện chi lộ đông đảo thiên kiêu chung, số ít mấy cái đã biết hạt giống cấp nhân vật chi nhất. Nhân vật như vậy, tự nhiên đáng giá làm các đại giới mặt khác thiên kiêu chú ý. Ở đây một ít thiên kiêu chung, liền có một ít người nhận ra thần nguyên. Ngoài ra, trong tử lâu kia mấy người đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, một mảnh an tĩnh. Thật lâu sau mấy người mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, sôi nổi thân hình vừa động, vọt ra, đi vào thần nguyên bên người, nhìn Yến Trường Phong, thần sắc không tốt. Bọn họ cũng không từng nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng có như vậy thực lực, chẳng những đánh bại ma liệt, lại còn có làm trò thần nguyên mặt, đem ma liệt cường thế chân sát. Hơn nữa, Yến Trường Phong tế ra kiếm chiều, thế nhưng công phá núi sông xã tắc phiến phòng ngự. Người thế nhưng giết ma liệt, cái kia thân xuyên màu đen long văn trường bào trầm ổn nam tử thanh âm trầm thấp, lạnh băng ánh mắt tỏa định Yến Trường Phong. Ai ra, thần nguyên công tử, người cứ như vậy nhìn ma liệt bị người giết hại, còn không bày ra người bát hoang lục hợp thần quyền, đem người này chém giết, vì ma liệt báo thù. Kia quyến rũ nữ tử vặn vẹo xà eo, dây thanh mị hoặc, miệng cười câu nhân. Cầm miệng, thần nguyên quét nàng liếc mắt một cái, thấp giọng quát lớn, ngữ khí băng hàn, có mãnh liệt sát khí lan tràn. Hắn rỗi tay nhất chiêu, đem kia lúc trước bị kiếm chiều hướng chật vật rút đi núi sông xã tắc phiến triệu trở về. Là hắn giết ma liệt, người hướng về phía ta hung cái gì? quyến rũ nữ tử lầm bẩm nói, thần nguyên không có lại lý nàng, trong tay núi sông xã tắc phiến một lần nữa phát ra minh mông bảo quang, từng luồng cường đại hơi thở nở rộ, không nói thêm gì, lăng không đạp bộ, hướng tới yến trường phong áp đi. chương 930, huyết công tử, đại chiến chạm vào là nổ ngay, yến trường phong huyết sắc ánh mắt chuyển động, nhìn quét thần nguyên chờ bốn người, cũng không sợ hãi, bất quá lại cũng không có khinh thường. Bốn người này, mỗi người hơi thở dao động đều rất cường liệt, đặc biệt là thần nguyên cùng với tên kia thân xuyên màu đen long văn trường bào trầm ổn nam tử, hai người lực lượng hơi thở, làm Yến Trường Phong đều cảm nhận được không nhỏ uy hiếp. Giờ phút này, thần nguyên không tiếng động, bắt được bay trở về Giang Sơn xã Tắc Phiến, đoan ở trước ngực, lăng không đạp bộ, hướng tới Yến Trường Phong đi tới, lực lượng cường đại hơi thở, thủy triều dũng hướng Yến Trường Phong. Mặt khác ba người thấy thế, đều thân hình khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn thành kỳ giác chi thế, đem Yến Trường Phong vây quanh. Tô Mộng Nhi thấy thế cũng đi rồi đi lên, mắt phượng băng hàn, lạnh nhạt nhìn quét bốn người, trên người tiên quang lưu chuyển, hơn nữa này tuyệt mỹ dung nhan, giờ phút này càng như là quảng hàn tiên tử. Ha ha, nơi này hảo sinh náo nhiệt, liền ở ngay lúc này, nơi xa đột nhiên có người cưỡi một đầu long tê một sừng thú, được rồi lại đây, trên tay dẫn theo một cây huyết sắc trường thương. Người này môi lược mỏng, hẹp dài đơn phượng nhãn, sắc mặt lược hiện tái nhợt, bộ dáng nhưng thật ra rất là tuấn lãng, nhưng lại mang theo vài phần âm nhu lưỡng đạo màu đỏ lông mày, như máu tươi câu hỏa đi lên, môi mỏng đỏ sậm, ấn đường một khi chu sa, đầu đội kim cô, tóc rối rối tung. Ở hắn trên người, có một cổ ngập trời sát phạt chi khí, phi thường nồng đậm, thậm chí ngay cả hắn giờ phút này ăn mặc một bộ màu ngân bạch trường bào mặt trên đều còn dính huyết ô, vết máu đã khô cạn, nhưng là lại phi thường trói mắt, giữa có thần quang lưu truyền, thuyết minh đẫm máu giả bất phàm. Dưới tòa long tê một sừng thú cao lớn uy mãnh đỉnh đầu thô to long giác có bảo huy lưu truyền, chờ âm nhu bạch y nhiễm huyết người trẻ tuổi tự đường phố một chỗ khác đi tới, đường phố hai bên không ít thiên kiêu nhìn thấy hắn sắc mặt biến đổi. Nhìn người nọ hành long tê một sừng hành vi man dợ tới, trên đường phố không ít thiên kiêu biến sắc, vì này nhường đường. Hư, lòng có sợ hãi, vì người khác nhường đường, như thế cũng dám tiến đến huyết luyện chi lộ. Huyết luyện chi lộ, trăm tàu tranh lưu, ta tự vô địch, không có vô địch tâm, tới đây bất quá là người khác đá kê chân, còn không bằng quay đầu trở về. Trên đường phố có người nhìn tránh lui mọi người, một người tuổi trẻ người cười lạnh, miệt thị những cái đó tránh lui giả, trong mắt tràn đầy khinh thường. Người này là là lúc trước Yến Trường Phong trấn giết Phương Thụy lúc sau, như cụ đối Yến Trường Phong lộ ra mãnh liệt chiến ý số ít vài người chi nhất, thực lực cực cường. Kia cưỡi long tê một sừng thú người trẻ tuổi được rồi lại đây, nghe được hắn nói, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, người chắn ta lộ, tránh ra. Hắn ngữ khí thực bình đẳng, nhưng là bốn phía tựa hồ có không ít thiên kiêu nhận được người này, đối hắn vô cùng kiêng kỵ. Này bình đạm lời nói, làm rất nhiều nhân tâm trung phát mau. Huyết luyện chi lộ, không có ai sẽ vì người khác mà lui. Con đường thực rộng lớn, người có thể lựa chọn vòng hành. Trên đường phố tên kia người trẻ tuổi nhìn thoáng qua long tê một sừng thú trên lưng người, lạnh nhạt mở miệng. Lời này không giả, này tòa cử thành, lớn nhất đặc điểm đó là con đường rộng lớn, 30 con ngựa song hành đều sẽ không có vẻ chen chúc. Long tê một sừng thú trên lưng âm nhu nam tử mặt vô biểu tình quét hắn liếc mắt một cái, không có đang nói cái gì, giá long tê một sừng thú tiếp tục đi trước. Tên kia che ở phía trước người trẻ tuổi chưa động, trong mắt phát ra ra mãnh liệt chiến ý, trong tay đồng dạng nắm một cây trường thương, lập lè lành lạnh hàn quang. Phong hành, người này ánh mắt hơi hàn, đem trường thương rậm trên mặt đất, một cổ đáng sợ lực lượng hơi thở hướng thể mà ra, so với lúc trước bị yến trường phong trấn giết phương thụy đều phải mạnh mẽ đến nhiều đây là một cái hư hư thực thực hạt giống cấp nhân vật vô thượng thiên kiêu long tê một sừng thú trên lưng người khóe miệng hiện lên một tia châm biếm trong tay huyết sắc trường thương trên mặt đất kéo đến ảo ảo vang không có người bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ kia côn huyết sắc trường thương đột nhiên bị hắn nhắc lên bị hắn lạnh nhạt đâm ra này một kích thật sự quá nhanh mau tới đây ở đây cơ hồ mọi người đôi mắt mau qua ở đây cơ hồ mọi người phản ứng một đạo huyết sắc tia chấp phảng phất đâm thủng trời cao huyết phú phi sái kia trên đường phố cầm súng mà đứng tuổi trẻ nam tử khóe miệng đẫm máu, cúi đầu không thể tưởng tượng nhìn mắt đinh ở chính mình trước ngực huyết sắc trường thương, theo sau chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía long tê một sừng thú thượng âm nhu nam tử, khóe miệng mấp máy, nhưng lại nói không ra lời nói tới. Ta nói, ngươi chắn ta lộ, long tê một sừng thú thượng âm nhu nam tử ngữ khí như cũ đạm nhiên, trong tay huyết sắc trường thương một trọt, đem kia chặn đường người trẻ tuổi trực tiếp chọn ở giữa không trung quán tính đem này ném bay đi ra ngoài, rất xa ném tại phía sau bốn phía lặng ngắt như tờ mới vừa rồi một màn này thật sự quá nhanh ở đây không ít thiên kiêu cũng chưa thấy rõ cái này long tê một sừng thú trên lưng âm nhu nam tử ra tay chỉ cảm thấy phảng phất thời gian lập tức nhanh hơn kia côn huyết sắc trường thương không thể hiểu được liền đinh xuyên tên kia chặn đường người trẻ tuổi trung gian quá trình giống như thành chỗ trống ngay cả kia bị hắn đinh giết người trẻ tuổi bản nhân đều không có phản ứng lại đây bốn phía vô số thiên kiêu sắc mặt biến đổi những cái đó mới vừa rồi lựa chọn tránh lui mọi người bị kia tuổi trẻ nam tử quát lớn cùng chế nhạo, nguyên bản trong lòng cũng có chút dao động, nhưng giờ phút này nhìn thấy người nào kết cục, không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này long tê một sừng thú trên lưng người, thật sự quá mức đáng sợ. Cường thế, bá đạo, thiết huyết, vô tình, đơn giản là đối phương chắn hắn phía trước, không có vì hắn nhường đường, liền bị hắn một thương đinh sát. Con đường rộng lớn, lại tình nguyện giết người, cũng không muốn vòng hành nửa bước. Khổ đa tinh vực, Thiên Huyền Đại Lục thiết huyết 13 phỉ khấu, huyết công tử. Mấy cái hô hấp thời gian, lại giống như qua mấy cái thế kỷ. Ngắn ngủi an tĩnh lúc sau, rốt cuộc có người nhìn chầm chầm long tê một sừng thú trên lưng người, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ chi sắc, từ kẽ răng chung nhảy ra mấy chữ tới. Là hắn, hắn thế nhưng cũng đi tới huyết luyện chi lộ, ở đây không thiếu có khổ đà tinh vực người thiên kiêu, đều không phải là thiên huyền đại lục người, lại cũng một ngụm hô lên người tới danh hào cùng thân phận. Thiên huyền đại lục, Thiết huyết 13 phỉ khấu, nguyên bản cùng sở hữu 36 người, mỗi người mạnh mẽ vô cùng, mấy trăm năm trước, ở Thiên Huyền Đại Lục giảo khởi từng hồi tinh phong huyết vũ, cuối cùng chọc giận không ít thượng cổ cấp thế lực, gặp vô số cường giả đuổi giết, chạy ra Thiên Huyền, xâm nhập khổ đà tinh vực, hỏa loạn khổ đà tinh vực chư. Bao lớn giới, đoạt lấy vô số tài nguyên, trở thành bị khổ đà tinh vực đối phương đại giới cường giả đuổi giết. Thiết huyết 13 phỉ khấu, bởi vậy ngã xuống hơn phân nửa, sống sót 13 người mỗi cái đều đáng sợ vô biên. Người này đó là trong bảy người đứng hàng đệ tam huyết công tử. Có nhân đạo ra như vậy ngôn luật, tức khắc lệnh không ít người trong lòng chấn động. Tung hoành một cái tinh vực, gặp rất nhiều đại giới cường giả đuổi giết mà bất tử, đủ để thuyết minh này thiết huyết 13 phỉ khấu cường hoành. Khó trách người này trên người sát phạt chi khí như vậy nồng hậu, đây là hàng năm trải qua sinh tử chém giết kết quả. Đi vào huyết luyện chi lộ, người này chỉ sợ là như cá gặp nước mấy cái khổ đà tinh vực thiên kiêu thanh âm trầm thấp, đối cái này cái gọi là huyết công tử kiêng kỵ rất sâu. Chương 931, Bạt kiếm chương nhỏ, huyết công tử cường đại, làm ở đây không ít người động dung. Ngay cả Yến Trường Phong đều ánh mắt hơi ngưng, lúc trước kia bị huyết công tử một thương chọn sát người, thực lực không yếu, từng chính mắt thấy Yến Trường Phong cường thế trấn sát phương thụy một màn, lại như cụ đối hắn sinh ra mãnh liệt chiến ý, ít nhất cũng là yêu nghiệt cấp đỉnh trình tự thiên kiêu. Nhưng ở huyết công tử trước mặt, lại là không chịu được như thế một kích, bị trực tiếp một kích chọn sát, liền phản kháng đường sống đều không có. Hắn hướng tới Yến Trường Phong đám người nơi phương hướng được rồi lại đây, dưới tòa long tê một sừng thú phi thường hơi thở cuồn cuộn, lao ra hai cổ tái nhật sắc khí thế. Nắm tay đại hai chỉ trong mắt giữa hung quang lập lòe, đối với bốn phía rất nhiều thiên kiêu, khinh thường nhìn lại, cao ngạo ngửa đầu lô. Là ngươi, cùng Yến Trường Phong bạt kiếm trương nỏ thần nguyên bỗng nhiên dừng bước chân, định ở giữa không chung, chăm chú nhìn đi tới huyết công tử, biểu tình ngưng trọng hiển nhiên cùng đối phương quen biết thần nguyên công tử chúng ta lại gặp mặt huyết công tử cưỡi long tê một sừng thú ngừng ở thần nguyên cùng yến trường phong cánh nhìn thần nguyên khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ thần nguyên hừ lạnh một tiếng không nói gì huyết công tử không để bụng dẫn theo huyết thương quét mắt yến trường phong liếc mắt một cái hai trăm năm không thấy thần nguyên công tử tựa hồ tiến bộ không ít a đối phó một cái nhị kiếp cảnh con kiến cũng muốn liên hợp người khác thật sự làm ta mở rộng tầm mắt Huyết công tử ngôn ngữ tuy rằng bình đạm, nhưng là giữa lại ẩn chứa châm chọc chi ý, khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ bên trong, bao hàm khinh thường. Thần Nguyên sắc mặt âm trầm, bản công tử như thế nào hành sự, không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Huyết công tử lại không đi xem hắn, mà là đem ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, đối với Thần Nguyên nói, người này ta nhìn chúng, ngươi không thể giết. Bốn phía các giới thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Huyết công tử thế nhưng sẽ nhúng tay Thần Nguyên cùng Yến Trường Phong chi gian sự. Ngươi nói không thể giết liền không thể giết, người đương ngươi là ai? Thần Nguyên còn chưa nói lời nói, kia quyến rũ nữ tử lại là hừ lạnh một tiếng, làm như không mừng huyết công tử tư thái. Nghe được nàng lời nói, thần Nguyên tức khắc biến sắc. Huyết công tử đạm mặc quét quyến rũ nữ tử liếc mắt một cái, quản hảo ngươi tỷ nữ, chủ tử nói chuyện, nào có nàng lắm miệng nơi. Hắn ngôn ngữ lãnh đạm, nhưng là cũng đã có một sợi sát ý từ con người giữa phát ra mà ra. Thần Nguyên sắc mặt tức khắc biến đổi, đem quyến rũ nữ tử hộ ở sau người, khẽ quát nói, đừng vội châm ngòi ly rán, cơ cô nương phi ta tôi tớ, bình đẳng tương giao. Thần Nguyên quét hắn liếc mắt một cái, không nói thêm gì, tựa hồ căn bản không thèm để ý chuyện này, lại lần nữa nhìn về phía Yến Trường Phong, thiên phú cùng tiềm lực đều thực không tồi, thực lực tuy rằng thưa thất bình thường, bất quá kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh có thể có như vậy thực lực, đảo cũng không có trở ngại, về sau ngươi liền đi theo ta đi. Huyết công tử nhàn nhạt nói, thần nguyên sắc mặt khó coi, huyết viêm, Ngươi đừng quá làm càn, ngươi biết rõ người này giết ta người, như vậy che chở hắn vì sao? Ngươi tưởng hiện tại cùng ta giao thủ sao? Huyết công tử đôi mắt khẽ nâng, nhìn Thần Nguyên liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm lại mang theo vài phần mỉa mai. Ngươi thật khi ta sợ ngươi sao? Thần Nguyên hai tròng mắt híp lại, trong mắt hàn quang hiện ra, bên người mặt khác ba người thấy thế, cũng đều ánh mắt hơi ngưng, trong cơ thể pháp lực gợn sóng, một hồi đại chiến chạm vào là nổ ngay. Oanh, mọi người khí thế cuồn cuộn mà ra nở rộ ra tới khí chàng lẫn nhau va chạm, áp hướng huyết công tử. Huyết công tử trường thương đi phía trước một hoành, một đôi đan phượng mắt phát ra ra một đạo lãnh điểm, đánh ở trên hư không, lệnh hư không tí tách vang lên. Đồng thời một cổ mạnh mẽ hơi thở uy áp, từ huyết công tử trên người mãnh liệt mà ra, giống như một cổ nước lũ, nghênh hướng bốn người liên hợp phóng thích hơi thở uy áp. Giống như hai cổ nước lũ chạm vào nhau, cuốn lên bọt sóng nhiều đóa. Bốn phía tức khắc hiện ra một đám cường đại lực tràng, nhiễu loạn linh cơ, Yến Trường Phong ở vào một mảnh toàn lưu bên trong, từng luồng cường đại dòng khí, từ hắn bên người vòng hành mà qua, cuốn lên gió lốc, phát động hắn quần áo, một đầu huyết phát ở sau người phi dương. Các ngươi muốn đánh, ta đem nơi sân để lại cho các ngươi. Hắn thần sắc hờ hứng, bình đạm lời nói nháy mắt đánh vỡ cân bằng, nguyên thần bốn người cùng huyết công tử trên người hơi thở tất cả đều cứng lại, sôi nổi lùi lại nửa bước. Yến Trường Phong quét mấy người liếc mắt một cái, nơi sân để lại cho các ngươi, các ngươi tiếp tục như người ngoài cuộc giống nhau xoay người rời đi. Thần Nguyên cùng huyết công tử hai người hiển nhiên là có cố oán, Yến Trường Phong không nghĩ trộn lẫn đi vào. Đi thôi, đi đến Tô Mộng Nhi bên người, Yến Trường Phong lôi kéo Tô Mộng Nhi tay liền phải rời đi. Đứng lại, huyết công tử, thần Nguyên đám người toàn sắc mặt trầm xuống, đồng thời mở miệng. Yến Trường Phong này phúc đạm nhiên tư thái, làm bọn hắn không mừng. Bọn họ như vậy rằng co, tuy rằng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì huyết công tử cùng thần nguyên bản thân có cụ oán, nhưng yến trường phong lại là ngòi nổ hiện giờ bọn họ rằng co lên yến trường phong thế nhưng như người ngoài cuộc giống nhau bứt ra rời đi thả bình tĩnh thong dong tựa hồ này hết thảy vốn là cùng hắn không quan hệ làm nhân tâm chung ngầm bực huyết công tử nhìn chằm chằm yến trường phong bóng dáng huyết sắc ánh mắt hơi lóe ta cho ngươi nửa tháng thời gian suy xét nửa tháng sau khảo hạch thí luyện khi hướng ta đưa tin đi theo ta ta che chở ngươi nếu không chết yến trường phong bước chân hơi đốn muốn làm ta thần phục người rất nhiều nhưng bọn hắn đều đã chết yến trường phong không có quay đầu lại lưu lại một câu mang theo tô mộng nhi đi xa khẩu khí không nhỏ bất quá ta huyết công tử lời nói chưa bao giờ sẽ bắn tên không đích ta huyết công tử nhìn chúng người không có ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta nửa tháng sau thần phục hoặc là chết huyết công tử ngữ khí như cũ bình đạc nhưng lại mang theo một cổ mãnh liệt tự tin hắn tin tưởng nửa tháng thời gian yến trường phong sẽ suy nghĩ cẩn thận muốn chạy lưu lại mệnh tới Thần Nguyên một tiếng hừ lạnh, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong tay bảo phiến bay ra, chém về phía Yến Trường Phong. Keng, một đạo huyết ảnh bỗng nhiên hiện lên, huyết thương đánh bay núi sông xã tắc phiến, huyết công tử đạm mạc biểu tình chuyển lãnh, ta nói rồi, người này ta nhìn chúng. Thần Nguyên duỗi tay tiếp được bay trở về núi sông xã tắc phiến, sắc mặt âm trầm, người thật muốn cùng ta hiện tại giao thủ. Hắn con người giữa hàn quang ngưng tụ, quyết định bởi với ngươi, huyết công tử nhàn nhạt mở miệng, Thần Nguyên chăm chú nhìn Huyết công tử một lát, hừ lạnh một tiếng, "Hừ, nửa tháng sau, thí luyện khảo hạch là lúc, ta sẽ cùng với ngươi một trận chiến, đến lúc đó người này cũng khó thoát vừa chết." "Chúng ta đi." Thần Nguyên cuối cùng vẫn là lựa chọn lui bước, không nghĩ vào giờ phút này cùng Huyết công tử động thủ, quá sớm bại lộ ra bản thân át chủ bài. Hắn tuy rằng tự tin, nhưng cũng biết, huyết luyện chi lộ, cường giả không ở số ít, Huyết công tử chỉ là một trong số đó, hiện tại bại lộ át chủ bài, nếu là bị người có tâm chú ý tăng thêm suy đoán nghiên cứu, đối hắn bất lợi. Hắn hử lạnh một tiếng, mang theo mặt khác ba người rời đi. Huyết công tử khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, sách long tê một sừng thú rời đi, con đường rộng lớn, nhưng thấy hắn đi tới, các giới thiên kiêu toàn thoái nhượng. Cách đó không xa một khác ra trong tử lâu, một cái thanh y nam tử bưng chén rượu, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn mới vừa rồi từng màn, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Xem ra, chúng ta này một đám thứ chung, có thực lực người không ở số ít a nửa tháng sau thí luyện, thật gọi người chờ mong a. À. Thanh y nam tử khẽ cười nói, ngửa đầu uống cạn ly chung rượu. Chương 932, sôi nổi xuất quan, nửa tháng thời gian, đệ nhất thành quan trung, tùy thời đều có các giới thiên kiêu đi lại, tử lầu khách điếm, mỗi ngày ngồi đầy. Ngày đó Yến Trường phong cường thế diệt sát thành vệ đội thương lang vệ sự tình cũng thực mau truyền khai, khiến cho không nhỏ dao động, bất quá điểm này bọt nước, thực mau liền bao phủ ở cuồn cuộn sóng chiều chung có người địa phương, liền có giang hồ, huống chi là ở huyết luyện chi lộ, các giới thiên kiêu hội tụ nơi, các thiên kiêu kia, mỗi người trương dương ương ngạnh, kiệt ngạo khó thuần. Tại đây nửa tháng thời gian giữa, mỗi ngày đều có người vung tay đánh nhau. Thí luyện còn không có bắt đầu, không ít người đã đánh ra tới thanh danh, dẫn tới nhiều mặt chú mục cùng kiêng kỵ. Giữa lấy thiết huyết 13 phỉ khấu hung danh nhất thịnh. Huyết công tử vì này đại biểu, mặt khác 12 phỉ khấu cũng đều phóng đáng không kiềm chế được, kiệt ngạo vô cùng, nửa tháng chung, không biết có bao nhiêu thiên tài bỏ mạng ở trong tay bọn họ. Thậm chí dẫn tới cùng đại giới rất nhiều thiên tài liên hợp lại, dục đồ bao vây tiếu trừ huyết công tử đám người, nhưng cuối cùng lại bị thành chủ phủ ngăn lại. Tại đây đệ nhất thành quan bên trong, tuy rằng không cấm ngăn võ đấu, nhưng là lại sẽ không cho phép đại quy mô chiến tranh. Rốt cuộc này đệ nhất thành quan bên trong, chưa bỏ này đó tham gia huyết luyện chi lộ thí luyện các giới thiên kiêu ở ngoài, còn có dân bản xứ tồn tại. Đơn đả độc đấu, một ít quy mô nhỏ đấu tranh, thành chủ phủ lười đến đi quản, nhưng đại quy mô chiến tranh, đối trong thành dân bản xứ ít lợi ảnh hưởng cực đại, nghiêm lệnh cấm. Trừ ra thiết huyết 13 phỉ khấu, còn xuất hiện ra không ít hư hư thực thực hạt giống cấp vô thượng thiên kiêu. Bất quá đối với hết thảy, Yến Trường Phong lại là vẫn chưa đi chú ý, an tĩnh ngủ đông ở trong suốt tiểu thế giới chung, nghỉ ngơi dưỡng sức. Thời gian cực nhanh, nửa tháng nhoáng lên tức quá, ngày mai thí luyện liền muốn bắt đầu rồi, trương liệt còn không có suốt quan sao? âu dương thần cùng yến trường phong chạm cốc mở miệng dò hỏi không cần để ý đến hắn yến trường phong mở miệng mặc dù trương liệt không kịp thí luyện thời gian yến trường phong cũng không lo lắng linh võ giới tựa hồ bất đồng với tầm thường tiểu thế giới ngăn cách ngoại giới hết thảy cảm ứng mặc dù mang theo trương liệt cùng nhau thí luyện ngoại giới cũng sẽ không cảm ứng được hắn tồn tại đến lúc đó đại nhưng mang theo hắn cùng lên đường âu dương thần gật gật đầu nhìn vẻ mặt ôn nhu vì yến trường phong rót rượu tô mộng nhi Âu Dương Thần không khỏi trêu chọc nói, Trương Liệt bế quan không ra cũng hảo, nếu là xuất quan, nhìn thấy các ngươi thân mật, chỉ sợ tâm đều phải nát. Tô Mộng Nhi nghe vậy mặt đẹp ửng đỏ, Yến Trường Phong tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, lúc trước ở Thiên Nguyên Cổ Thành, cùng Trương Liệt lần đầu gặp nhau là lúc, Trương Liệt khiêu khích kiếm thần thời điểm, từng phát ngôn bừa bãi muốn cho kia thần bí nữ tử làm đạo lữ. Mấy ngày này, Âu Dương Thần cũng hiểu biết tới rồi Tô Mộng Nhi chính là lúc trước Trương Liệt trong miệng cái kia thần bí nữ tử, cho nên mới sẽ như thế trêu chọc. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong bỗng nhiên cảm giác được linh võ giới trung có dị, tâm niệm vừa động, tùy cơ trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, xem ra ngươi cùng Trương Liệt lòng có ăn ý, hắn cảm nhận được ngươi nhắc mãi, sắp sửa xuất quan. Giọng nói rơi xuống, Yến Trường Phong buông ra tâm thần, một đạo kim quang tức khắc từ linh võ giới trung bay ra tới. Ha 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 ha, ta lực cương đại đạo rốt cuộc thành, tiểu thần tử, bây giờ còn có ai có thể nháy mắt hạ gục ta? Ha 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 ha, Trương Liệt mới vừa vừa hiện thân, liền nhếch miệng cười ha hả, nguyên bản an tĩnh không khí lập tức bị hắn đánh vỡ. Âu Dương Thần mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hảo hảo, không ai có thể nháy mắt hạ gục ngươi, ngươi thiên hạ vô địch, vũ nội độc tôn. Nhìn Âu Dương Thần đầy mặt bất đắc dĩ, Tô Mộng Nhi không khỏi che miệng cười khẽ. Êm tai thanh âm như tiên nhạc từng trận, Trương Liệt tức khắc ghé mắt xem ra, hai mắt sáng ngời, "Di, ta bế quan ngắn ngủn nửa tháng, phong huynh như thế nào hóa thành nữ nhi thân?" Yến Trường Phong tức khắc đầy đầu hắc tuyến, trực tiếp một chân đạp qua đi, Trương Liệt bị đạp cái lảo đảo, lúc này mới chú ý tới Tô Mộng Nhi bên cạnh Yến Trường Phong, tức khắc ngượng ngùng cười, chỉ đùa một chút, Phong huynh động tác quá thô lỗ. Yến Trường Phong khóe miệng hơi trừ, biết Trương Liệt cùng phụ thân hắn Trương Giã giống nhau không đáng tin cậy, lười đi để ý. Trương Liệt ánh mắt lại dừng ở Tô Mộng Nhi trên người, lại là cùng Tô Mộng Nhi đến gần lên, vị tiên tử này nhìn hảo sinh quen mặt, chúng ta trước kia có phải hay không gặp qua nàng còn không phải là cái kia ngày đó khiêu khích huyền thiên kiếm tông thần bí nữ tử sao. Âu Dương thần cười nói, Trương Liệt nghe vậy tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, ha ha cười, ta liền nói như thế nào như vậy quen mắt đâu, nguyên lai là ta điều động nội bộ. Giọng nói chưa rơi xuống, phía sau đột nhiên một cái quạt gương bổ đại bàn tay trừ lại đây, đương trường đem Trương Liệt trừ bay đi ra ngoài. a à, Thanh Lân, ngươi làm gì? Bay tứ tung đi ra ngoài Trương Liệt tức khắc mắng to lên. Dám đối với mộng nhi tiểu thư bất kính, cho ngươi một cái tát xem như giáo huấn. Thanh lân bình đạm mở miệng, ta cùng với ngươi liều mạng, trương liệt la lên một tiếng, nổi giận đùng đùng giết trở về, cùng thanh lân chiến ở bên nhau. Yến trường phong cùng Âu Dương thần nhìn nhau, lắc lắc đầu, cũng không đi quản bọn họ, tiếp tục chè chén. Trương liệt tự nhiên không có khả năng là thanh lân đối thủ, ngắn ngủn mấy cái hiệp xuống dưới, đã bị thanh lân tấu đến mặt mũi bầm dập, cuối cùng biết được Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi quan hệ, tức khắc vẻ mặt nản lòng. Đương nhiên, Trương Liệt cũng đều không phải là thật sự đối Tô Mộng Nhi nảy lòng tham, lúc trước Thiên Nguyên cổ thành lời nói, cũng bất quá là cố ý khiêu khích kiếm thần lời nói đùa thôi. Ngày kế, tảng sáng thời gian, trong thành truyền đến một tiếng to lớn vang dội tiếng chuông. Theo sau, kèn trường minh, linh hoạt kỳ ảo xa xưa, như là xuyên qua viễn cổ thời không, truyền lại đến các giới thiên kiêu trong tai. Huyết luyện chi lộ đệ nhất thành quan thí luyện, sắp sửa chính thức bắt đầu. Sở hữu phía trước bế quan người, mặc kệ có hay không thành công khống chế đại đạo đều phá quan mà ra các giới thiên kiêu tất cả đều đứng lên đi ra cư trú sân từ lầu chờ bay lên giữa không trung hướng tới tiếng kèn truyền đến phương hướng nhìn lại nơi nào hiện ra một cái thật lớn quảng trường kim quang bốn phía mặt trên đen nghìn nhịp một mảnh không ít thiên kiêu đã hội tụ qua đi thật lớn trên quảng trường một tòa đài cao đứng sừng sững ngay sau đó hư không vặn vẹo một đạo mơ hồ thân ảnh hiện lên trên người tu vi hơi thở phi thường mạnh mẽ, uy áp tứ phương. Siêu Việt kiếp dương cảnh, đó là sinh tử đại cảnh cường giả giao động. Mọi người, tập hợp, này nói mơ hồ thân ảnh hiện lên ở trên đài cao, thanh âm lược hiện ra nua, nhưng là lại mang theo đáng sợ khí thế, hơi thở như hồng, pháp lực hùng hồn vô cùng. Một đôi ánh vàng rực rỡ con ngươi, giống như hai ngọn kim đèn, làm người không dám đối diện. Giọng nói rơi xuống, cự trong thành, bốn phương tám hướng, các giới thiên kiêu sôi nổi chạy như bay mà đến trừ bỏ trên quảng trường san sát mọi người ở ngoài còn có vô số thiên kiêu phi ở giữa không trung chúng ta cũng qua đi yến trường phong mở miệng mang theo mọi người cất bước trên quảng trường không bốn phương tám hướng rậm rạp từng đạo thần quang lăng không các giới thiên kiêu khí thế như hồng cả người thần quang chạm chạm hội tụ tại đây là các ngươi yến trường phong đám người vừa mới đã đến liền gặp thiên cổ đại lục đoàn người trương thần lý đông triệu khoát còn có rất nhiều thiên cổ đại lục thiên tài Hội tụ ở bên nhau, nhìn đến yến trường phong đám người, sắc mặt âm trầm, sát ý nghiêm nghị. Chương 933, đi trước thí luyện địa. Hừ, cầu nguyện thí luyện chung không cần gặp được ta đi, nếu không tất lấy các ngươi thủ cấp. Lý Đông hừ lạnh, trong mắt Hàn mang lập loè, tả thanh niên là ai giết? Bên cạnh một người tuổi trẻ người mở miệng, rõ ràng là ngày đó đứng ở tả thanh niên bên cạnh người nọ, từng lời bình âu dương thần, môn chi miến cưỡng có cùng hắn một trận chiến tư cách. Thân phận của người này tại đây nửa tháng chung, cũng đã bại lộ, bị không ít người sở biết rõ. Lý Đăng, thiên cổ đại lục tuổi trẻ một thế hệ chung nhất kinh diễm vài người chi nhất, liền tả thanh niên, trương thần, Lý Đông đám người, ẩn ẩn gian đều lấy hắn cầm đầu. Mấy ngày trước, người này từng cùng thiết huyết 13 phỉ khấu trung ngọc công tử tương ngộ, đem này dốc hết sức chân áp, phong thái tuyệt thế, khiến cho không nhỏ phong ba. Thiết huyết 13 phỉ khấu, mỗi người dũng mãnh vô địch, cơ hồ mỗi một cái, đều có hỏi hạt giống cấp nhân vật tư cách, này nửa tháng tới, thiết huyết 13 phỉ khấu đi ra ngoài, đơn đả độc đấu, cơ hồ vô địch, kết quả bị Lý Đằng trấn áp một người, có thể tưởng tượng hắn cường đại. Lý Đông nghe vậy nhất chỉ Thanh Lân, âm thanh lạnh lùng nói, đó là người này. Lý Đằng nhìn Thanh Lân liếc mắt một cái, gật gật đầu, không nói thêm gì. Một lát sau, trên đài cao, già Nua thanh âm lại lần nữa vang lên, hôm nay khảo hạch chính thức bắt đầu, thông qua khảo hạch giả, đem có tư cách đi ra mới bắt đầu nơi, chính thức tiến vào huyết luyện chi lộ khảo hạch nội dung rất đơn giản, các người mọi người sẽ tiến vào thí luyện trường, được đến trong đó võ đạo chi hoa, thời hạn 3 tháng. 3 tháng lúc sau, không thể được đến võ đạo chi hoa giả, đem dừng bước tại đây, không được đi trước. Mơ hồ thân ảnh nói không nhiều lắm, dăm ba câu rơi xuống lúc sau, liền biến mất không thấy. Bốn phía tức khắc một mảnh ồ lên, đối này thành chủ cực kỳ bất mãn, đối phương đem sự tình nói quá chẳng qua, về kia phiến thí luyện trường, thậm chí liền kia cái gọi là võ đạo chi hoa đến tột cùng là vật gì, đều không có báo cho bọn họ. Liền ở đám người liền phải sôi trào thời điểm, có một đôi thiết kỵ đạp không chạy tới, thân xuyên vàng dòng chiến giáp, mỗi người thần võ bất phàm. Mỗi người trên người, đều có vô cùng nồng đậm sát phạt chi khí, hơn nữa quân kỷ nghiêm minh, này đàn thiết kỵ đạp không đi tới, đều nhịp, khí phách hiên ngang, túc sát chi khí, che trời lấp đất, tràn ngập bát phương. Cùng yến trường phong chém giết phương thụy đám người bất đồng, đây là thành chủ phủ chân chính binh sĩ, phi thành chủ phủ thu lưu kẻ thất bại. Ta đem mang các ngươi lên đường, đi trước thí luyện nơi, cùng ta tới. Này đàn thiết kỵ lăng không, cầm đầu một người kỵ khóa lửa đỏ huyết sư, thân xuyên vàng dòng chiến khải, mũ giáp đem toàn bộ đầu đều bao phủ đi vào, chỉ có một đôi u lam sắc con người bại lộ bên ngoài, nhiếp nhân tâm phách. Một đầu tóc bạc từ đầu khôi từ đầu khôi ngoại đánh tan ra tới. Đây là này chi thiết kỵ thống lĩnh, có kiếp dương cảnh bảy trọng đỉnh tu vi, trên người hơi thở phi thường nhiếp người. Hắn ngôn ngữ bên trong, tấn hàm uy nghiêm, ánh mắt nhìn quét tứ phương, nguyên bản xô trào đám người lập tức an tĩnh xuống dưới. Phía sau gần trăm tên thiết kỵ đứng sừng sững, mỗi người thần võ bất phàm, trên người chiến giáp lạnh lẽo, tất cả đều cầm trong tay chiến mâu, đằng đằng sát khí. Một đạo tia chấp hoa phá trường không, cửu tiêu phía trên, bao phủ cự thành lưu ly sắc màn trời vỡ ra, hiện ra một cái côi Mỹ lốc xoáy, lấp lánh vô số ánh sao từ kia lốc xoáy bên trong bay ra một cái thật lớn tế đàn mặt trên thần văn lập lòe mê mang bảo huy thiết kỵ thống lĩnh trong tay trường thương đinh ở trên hư không trong miệng ngâm sướng nào đó cổ xưa mật ngữ trên người bỗng nhiên trào ra một lực lượng mạc danh giao động ở hắn quanh thân hiện ra một đám tinh quang lấm tấm lực lượng vật chất hắn tay phải tịnh chỉ hướng kia tế đàn thượng một chút một cổ ánh sao thần mang tức khắc từ hắn đầu ngón tay lao ra hoàn toàn đi vào trong hư không kia thật lớn tế đàn chung ngay sau đó, tế đàn trung truyền ra như nước chảy tiếng vang, giữa lao ra ngũ sắc thần quang, phóng lên cao, phảng phất xé rách vũ trụ, ở u lãnh sao trời chung, mạnh mẽ xé rách khai một cái rộng lớn không gian thông đạo. Thông đạo nhìn không tới cuối, mọi người ánh mắt, chỉ có thể nhìn đến đầy trời tinh đấu. Ngân hà sáng lạn, nguyệt hoa mông lung, xích dương nóng rực. Mọi người, cùng ta tới. Thiết kỵ thống lĩnh gào to, to lớn vang dội thanh âm truyền khắp toàn bộ cự thành. Ngày nay, cự trong thành nguyên trụ dân không có mở cửa làm buôn bán, đều đóng cửa không ra. Thiết kỵ thống lĩnh giá lửa cháy huyết sư, cái thứ nhất nhảy vào kia thật lớn tế đàn, theo sau theo nhảy lên cao ngũ sắc thần quang, nhảy vào cái kia rộng lớn không gian thông đạo. Phía sau hơn trăm danh thiết kỵ tương tùy, ngay sau đó các giới thiên kiêu lên đường, theo sát sau đó. Vô số thiên kiêu ánh mắt nóng cháy, nhảy vào kia rộng lớn không gian trong thông đạo, đi trước kia thần bí thí luyện nơi. Thí luyện trường trung lấy người chờ tánh mạng, Cầu nguyện không cần gặp được chúng ta đi. Thiên Cổ Đại Lục vài tên thiên kiêu lạnh lùng quét yến trường phong đám người liếc mắt một cái, đồng dạng nhảy vào cái kia rộng lớn không gian trong thông đạo. Ta khuyên ngươi đến lúc đó nhìn thấy chúng ta tốt nhất phòng hành, nếu không ai lấy ai tánh mạng, còn nói không chuẩn đâu. Trương Liệt chưa bao giờ nguyện ở miệng thượng có hại, hừ lạnh một tiếng, một bộ chính mình vô địch thiên hạ bộ dáng. Đi thôi, yến trường phong không có để ý Thiên Cổ Đại Lục lý đông đám người uy hiếp chi ngữ, mấy người bên trong làm Yến Trường Phong hơi chút để ý, cũng cũng chỉ có kia Lý Đằng mà thôi. Đến nỗi Lý Đông, Trương Thần Chi Lưu, tuy rằng thực lực không yếu, nhưng là so với Lý Đằng, lại muốn kém rất xa. Mọi người nhảy vào tế đàn trung bắn ra kia một đạo thật lớn ngũ sắc thần quang chung, tức khắc cảm giác như là xuyên qua thời không, thân thể phảng phất hoàn toàn dung hợp tới rồi thiên địa giữa. Kia ngũ sắc thần quang chở bọn họ phá tan lưu ly cháo, nhảy vào kia thật lớn lốc xoáy bên trong, đi vào kia rộng lớn không gian thông đạo đây là một cái thần bí mà đặc biệt không gian thông đạo cùng yến trường phong bọn họ ngày thường chính mình lợi dụng thời không pháp tắc xé rách mở ra không gian thông đạo bất đồng này không gian thông đạo giống như thực chất thế nhưng là phiến đá xanh trải ra nhưng là rồi lại trong suốt có thể thấy dưới chân lập lòe từng viên đại tinh trông thấy nơi xa từng điều sáng lạn ngân hà chạy như bay thiên thạch đàn phiến đá xanh thượng có cổ xưa khắc ngân để lại năm tháng dấu vết đồng thời hành tẩu gian Mọi người đều cảm giác được phảng phất thời gian thác loạn giống nhau, giống như là tiến vào một cái nghịch thời không, thân thể trước sau cảm giác mông lung hư ảo, phảng phất chính mình không phải chính mình. Mọi người bất quá tiến vào thông đạo một cái khoảnh khắc, lại cảm giác như là trong nháy mắt đã trải qua muôn đời, đi ở này thần bí trong thông đạo, mọi người tâm cảnh đều trở nên nặng nề, tất cả mọi người tự chủ an tĩnh lại, trong đầu không khỏi hiện lên đủ loại chuyện cũ năm xưa. Cứ như vậy cũng không biết qua bao lâu thời gian, trước mắt thông đạo chợt biến hóa phía trước phóng tới trói mắt bạch quang, phóng nhãn nhìn lại, rộng mở thông suốt. Mọi người lao ra thông đạo, đi vào lạnh băng vũ trụ bên trong, trước mắt ánh sao như thác nước, thánh khiết như nước, ánh vào mọi người mi mắt. Tất cả mọi người sắc mặt động dung, xoay người nhìn xa phía sau, thông đạo biến mất, chỉ có thâm thúy sao trời, cuồn cuộn vô biên. Không có người biết nơi này rốt cuộc là địa phương nào, cực độ xa lạ. Này phiến tinh vũ, cùng bọn họ sở quen thuộc tinh vũ hồn nhiên bất đồng, so với bọn hắn nơi tinh vũ, càng thêm thê lương, thâm thúy, u lãnh. chương 934, Thượng Cổ Thí Luyện Trường Ánh sao lập lè, mọi người nhìn ra xa phía trước, như thác nước ánh sao phía sau, ẩn ẩn có một cái thật lớn mơ hồ hình dáng. Mọi người tới không kịp nhiều làm tự hỏi, phía trước kia một đám thiết kỵ đã dẫn đầu nhảy vào kia phiến trói mắt ánh sao bên trong. Đây là, nhảy vào kia phiến sáng lạn ánh sao bên trong, tất cả mọi người biểu tình động dung, có người không khỏi kinh hô ra tiếng. liền ở phía trước, một mảnh thật lớn đại lục, nổi tại hư không, mở mang vô biên, mặt trên lưu chuyển mê mang vầng sáng. Nó thật lớn vô biên, so một ít sinh mệnh ngôi sao đều còn muốn khổng lồ, cứ như vậy nổi tại u lãnh sao trời chung, ở tiến vào nơi này phía trước, không có người biết nó tồn tại. Từng luồng hoang vắng cổ xưa hơi thở, từ mảnh đại lục này phía trên phát ra, cũng không biết trải qua nhiều ít năm tháng. Ngoài ra, tại đây cổ xưa đại lục bên trong, còn có từng luồng nồng đậm mùi máu tươi truyền ra, có mãnh thú giết gào, đều truyền lại đến sao trời chung tới tiểu thuyết, không cần dối dám vũ trụ là chân không, thanh âm vô pháp truyền lại chờ. To lớn vang dội tiếng gầm gừ, tràn ngập kinh sợ tính, chân đến không ít người sắc mặt biến hóa, tâm kinh đảm hàn. Kia trong truyền thuyết, mới bắt đầu nơi thí luyện trường, sẽ không chính là tại đây khối đại lục trung đi. Có người ra đầu tê dại, này khối cổ xưa mà thần bí đại lục, làm rất nhiều người cảm nhận được áp lực cực lớn, đặc biệt là khi đó mà vang lên mãnh thú giết gào tiếng động, làm rất nhiều người sờn tóc gáy tuy rằng không có nhìn thấy phát ra như vậy gầm rú mãnh thú bản tôn, nhưng là quang từ này tiếng gầm gừ trung ẩn chứa hơi thở dao động, tuyệt đối không tầm thường mãnh thú. Này phiến lục địa, tục truyền chính là thái cổ thời kỳ, trăm tộc đại chiến một mảnh cổ chiến trường, trải qua vô tận năm tháng, phiêu lưu đến tận đây, các ngươi lần này thí luyện, đó là tiến vào này làm số hai đại lục, hái giữa võ đạo chi hoa, ba tháng lúc sau, ngắt lấy đến võ đạo chi hoa giả, tính làm khảo hạch thông qua, chúng ta sẽ vì các ngươi mở ra vùng sát cổng thành, các ngươi đem chính thức lên đường, dũng mãnh vào cuồn cuộn huyết luyện cổ lộ. Thiết kỵ thống lĩnh lãnh mắt nhìn quét tứ phương, làm ra giải thích. Số 2 đại lục, Yến Trường Phong thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn biết, mới bắt đầu nơi thí luyện nơi, đều không phải là chỉ có trước mắt này một mảnh đại lục. Theo hắn biết, tại đây phiền u lãnh tinh vũ chung, tổng cộng có một một tòa cùng loại đại lục, trong đó đại bộ phận vì thượng cổ thời kỳ, trăm tộc đại chiến là lúc, nứt toạc mở ra, bị trục xuất đến vĩnh hằng trong hư không cổ chiến trường, cơ duyên xảo hợp hạ, phiêu lưu đến tận đây. Trừ ra này đó thường cổ chiến trường, nghe nói còn có mấy chục phiến trong truyền thuyết viễn cổ chiến trường. Những cái đó viễn cổ chiến trường cũng là nhất nguyên thủy huyết luyện chi lộ mới bắt đầu nơi khảo hạch nơi. Này đó viễn cổ chiến trường, so với này đó thường cổ chiến trường, càng thêm nguy hiểm, giữa một thảo một mộc, đều có khả năng đã có linh trí, hóa hình thành tinh, có được đạo hạnh. Ngoài ra, giữa càng có rất nhiều tuyển địa xâm nhập trong đó cử tử nhất sinh nhưng nguy cơ thường thường cùng cơ duyên cùng tồn tại này đó viễn cổ chiến trường chung truyền thuyết thậm chí có thần dược tồn tại giữa cơ duyên không phải là nhỏ đáng tiếc này một nghìn một khối khảo hạch nơi luân chuyển khảo hạch mỗi cái chiến trường bên trong năm xưa đều lây dính vô số cường giả máu ở hơn nữa một ít đặc thù biến hóa theo năm tháng lưu chuyển này đó chiến trường bên trong diễn sinh ra một loại kỳ lạ hoa có thể hiểu ra tu sĩ đạo tâm, bị xưng là võ đạo chi hoa. Võ đạo chi hoa, mỗi lần hái lúc sau, ngàn năm lúc sau sẽ một lần nữa nở rộ, vừa lúc cùng huyết luyện chi lộ mỗi một lần mở ra thời gian tương hợp, bởi vậy làm huyết luyện chi lộ khảo hạch điều kiện. Một nghìn không trăm linh một khối đại lục, nghe nói ở thần cảnh cường giả biến mất phía trước, có rất nhiều thần cảnh cường giả, liên thủ tế luyện chúng nó, khiến cho này một nghìn không trăm linh một khối đại lục chặt chẽ tương liên, hóa thành một cái luân hồi, ở nào đó đặc thù bí lực dưới, tiến hành luân chuyển. Bởi vậy mỗi một đám đi vào nơi này thí luyện tu sĩ, tiến vào khảo hạch nơi, đều không giống nhau, như thế liền không cần lo lắng phía trước người khảo hạch lúc sau, võ đạo chi bao hoa ngắt lấy hầu như không còn. Yến Trường Phong trong lòng có chút tiếc hận, hắn muốn tiến vào trong truyền thuyết phiến cổ thí luyện trường, nhưng là lại không được như nguyện, lần này luân chuyển đến bọn họ, chính là một tòa thượng cổ thí luyện trường, cũng chính là thiết kỵ thống lĩnh lời nói số 2 thí luyện trường. Các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, luân chuyển đến của các ngươi, chính là thượng cổ thí luyện trường, mà phi viễn cổ thí luyện trường. Có lẽ các ngươi còn không biết, nơi này đều không phải là chỉ có các ngươi nhìn đến này một khối đại lục, ở chỗ này, tổng cộng có một nghìn một khối đại lục, cũng là một nghìn một cái thí luyện trường. Trong đó có 872 tòa thượng cổ thí luyện trường, 129 tòa viễn cổ thí luyện trường, so với trước mắt các ngươi này tòa số 2 thượng cổ thí luyện trường, kia 129 tòa viễn cổ thí luyện trường, Mỗi một cái đều gấp 10 lần nguy hiểm tại đây Mỗi phê thứ luân chuyển đến viễn cổ thí luyện trường khảo hạch giả Khảo hạch thông qua suất tối cao không vượt qua 10% Thấy trong đám người có không ít người đối trước mắt này Phiến số 2 thượng cổ thí luyện trường lộ ra kinh tùng chi sắc Thiết kỵ thống lĩnh lạnh lùng nói Cái gì, thông qua suất không đủ 10% Không ít người nghe vậy tức khắc sắc mặt biến đổi Có người nhịn không được kinh hô ra tiếng Kia xin hỏi, này thượng cổ thí luyện trường thông qua suất có bao nhiêu có người dò hỏi, kia liền muốn xem các người này một đám thứ tiêu chuẩn đến tột cùng như thế nào, lần này huyết luyện chi lộ mở ra, ở các người phía trước, đã có 108 phê tiến vào nơi này người, trong đó vừa lúc có 100 phê, luân chuyển tới rồi thượng cổ thí luyện trường, trước mắt thông qua suất tối cao 45%, thấp nhất 3%. 10. Kia thiết kỵ thống lĩnh quét bọn họ lướt mắt một cái, biểu tình đạm mạc nói. Cái gì, tối cao liền 50% đều không có. Lần này ở đây tức khắc có không ít người sắc mặt mãnh biến, không nghĩ tới này đệ nhất thành quan, mới bắt đầu nơi khảo hạch thí luyện, thế nhưng liền như vậy khó khăn. Tối cao không vượt qua 50% thông qua suất, này ý nghĩa đại lượng người, đều đem vô duyên tiếp tục lang bạt huyết luyện chi lộ. Ta muốn bổ sung một chút chính là, kẻ thất bại phần lớn bỏ mạng thí luyện trường chung, sống sót giả rất ít. Thiết kỵ thống lĩnh lại lần nữa rót mọi người một chậu nước lạnh, làm không ít người sắc mặt biến đổi, thậm chí có số ít người đã bắt đầu đánh lên lui chống lớn. Chúng ta hiện tại còn có thể từ bỏ khảo hạch sao?" Có người cắn chặt răng, sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng dò hỏi. "Đây là một cái còn không có khống chế hoàn chỉnh đại đạo tu sĩ, nghe được như vậy thấp xác suất thông qua suất, tâm sinh lưu ý. Tối cao 45% thông qua suất, này ý nghĩa rất nhiều thành công khống chế đại đạo thiên kiêu, đều khảo hạch thất bại, thậm chí bỏ mạng tại đây thí luyện trường chung. Đối với hắn loại này liền đại đạo đều còn chưa từng khống chế, tự nhiên là áp lực thật lớn. Có thể Thiết Kỵ thống lĩnh nhìn hắn một cái, phun ra hai chữ, không nói thêm gì. Người nọ tức khắc nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại có số ít mấy chục người lựa chọn từ bỏ tham gia khảo hạch. Đối với nghìn nhiều vạn thí luyện giả tới nói, này kẻ hèn mấy chục người, căn bản không coi là cái gì, liền một đóa bọt sóng đều khó có thể kích khởi. Trừ bỏ này số ít mấy chục người lựa chọn từ bỏ, những người khác, bao gồm một ít còn không có khống chế đại đạo giả, toàn không cam lòng thối lui, đem tiến vào thí luyện trường. Chương 935: Lựa chọn, thần bí thượng cổ thí luyện trường, trải qua muôn đời tang thương, giữa từng đạo cường đại quy tắc trật tự lưu chuyển, chịu đựng quá thần cảnh cường giả tế luyện. Mọi người theo thiết kỵ thống lĩnh cùng nhau, đáp xuống ở thí luyện trường bên cạnh. Thí luyện trường sắp sửa mở ra, đây là một hồi khảo hạch, đồng thời cũng là các ngươi tranh bá chi lộ bắt đầu, ở vô tận huyết cùng hỏa chung, mài rũa cùng xác minh đạo của mình, đi ra chính mình mạnh nhất chi lộ. Thiết kỵ thống lĩnh mở miệng nói: một đôi lãnh mắt nhìn quét tứ phương chúng thiên kiêu. Có lẽ, những người này chung sẽ đi ra một cái thần hoàng cũng hoặc là chân long. Ngàn năm trước, có lẽ các ngươi đều biết, ngàn năm trước, thiên thần đại lục từng xuất hiện vài tên thần hoàng thậm chí chân long cấp thiên kiêu, kinh diễm vạn giới. Ngàn năm sau hiện tại, ta chờ mong các ngươi chung cũng có thể có người đi ra thần hoàng cấp thậm chí chân long cấp nhân vật. Nay một đời, thiên địa phiên phúc, huyết luyện chi lộ cũng phát sinh biến hóa thượng cổ thí luyện trường đồng dạng đã xảy ra một ít dị biến, tiến vào trong đó, có không tồn tại hoàn thành thí luyện, liền xem các ngươi hay không cũng đủ kinh diễm. Mỗi tòa thượng cổ thí luyện trường chung đều sẽ có một ít cấm khu tồn tại, đó là hạt giống cấp thiên kiêu xâm nhập, cũng khó có thể đi ra, tự hành để ý. Thiết kỵ thống lĩnh mở miệng, cuối cùng trong tay hiện lên một gốc cây trong suốt mà côi mỹ hoa, bàn tay đại, dễ cây sáng choang, giữa thế nhưng có đại đạo phù văn lưu truyền. Này đó là võ đạo chi hoa hắn đem này cây bàn tay đại trong suốt đóa hoa đẩy hướng trời cao, đóa hoa bên trong đạo vận lưu truyền, làm nhân tâm trung yên lặng. Chúng thiên kiêu ánh mắt tất cả đều dừng ở này cây võ đạo chi tiêu tốn, đem nó đặc thù dấu vết ở trong đầu. Theo sau thiết kỵ thống lĩnh duỗi tay một nhiếp, đem đóa hoa một lần nữa thu hồi, trong tay trường thương nhất chỉ phía trước đại lục. Số 2 thí luyện trường, cộng chia làm một ngàn cái khu vực, các khu vực đều có thần bí quy tắc cùng pháp tác bảo vệ, chi gian bích trướng khó có thể đánh bại, vượt khu đối chiến, sẽ gặp thêm vào pháp tắc thêm vào, phong ấn bộ phận lực lượng, nếu là tại đây dưới tình huống bị tập kích, hung hiểm khó liệu, tự giải quyết cho tốt. Hiện tại, từng người lựa chọn chính mình muốn tiến vào khu vực đi vào. Thiết kỵ thống lĩnh mở miệng hạ lệnh, chúng thiên kiêu nghe vậy tức khắc xôn xao lên, có người hỏi các khu vực có cái gì bất đồng chỗ sao? Nếu là lựa chọn tiến vào cùng cái khu vực người quá nhiều làm sao bây giờ? Mỗi cái khu vực, võ đạo chi hoa số lượng hữu hạn, toàn ở 2 vạn đến 3 vạn tả hữu. Càng nhiều người dũng mãnh vào tương đồng khu vực, đối ứng khu vực cạnh tranh liền sẽ lớn hơn nữa. Đến nỗi lựa chọn khu vực sau, muốn vượt giới cướp lấy mặt khác khu vực võ đạo chi hoa, các người bên trong có thể làm được điểm này giả có lẽ không đủ một phần trăm. Thiết kỵ thống lĩnh mở miệng đáp lại nói, cái gì, mỗi cái khu vực võ đạo chi hoa, chỉ có 2 đến tam vạn không đợi. Mọi người tức khắc trong lòng dùng mình, các đại giới thiên kiêu xôn sao lên, đến từ cùng cái đại giới thiên kiêu, ở trình độ nhất định thượng tự nhiên sẽ lẫn nhau giúp đỡ một vài, rốt cuộc hiện giờ vừa mới mới vừa bước vào huyết luyện chi lộ, còn không có đi đến cuối cùng, yêu cầu một mình chinh chiến chư thiên nông nổi. Một ít người thương nghị, các đại giới đều phân biệt tuyển ra một ít thực lực nổi bật cường giả, phân biệt mang lên một ít thực lực hơi yếu thiên tài, tiến vào bất đồng khu, có thể lớn nhất trình độ thượng tre trở cùng giới hiện giờ trình tự hơi yếu thiên kiêu, khỏi bị mặt khác đại giới thiên kiêu áp bách, chiếu ứng một vài. Thiên cổ đại lục lần này đi vào huyết luyện chi lộ thiên kiêu cùng sở hữu gần trăm vạn người, chia làm vài luồng, phân biệt từ vài tên cường đại thiên tài mang đội, tiến vào bất đồng khu vực. Kia lý đằng quét yến trường phong đám người liếc mắt một cái. Thiên thần đại lục này mấy người, là các người phụ trách xử lý, vẫn là từ ta tới. Lý đằng bình tĩnh mở miệng, lý đông, trương thần cùng với triệu khoát bọn người hiện lên một tia cười lạnh. Giao cho chúng ta thì tốt rồi, mấy cái phế vật mà thôi, phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Lý Đông cười giữ tợn nói, Lý Đằng quét yến trường phong đám người liếc mắt một cái, vẫn chưa đưa bọn họ để vào mắt, gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, ta liền mang một đội người tiến vào Nhất Hào khu vực. Hắn tuyển một đội người ra tới, đang muốn tiến vào Nhất Hào khu vực, bỗng nhiên xoay người, bắn ra một quả phù văn, nếu là gặp nạn, nhưng bóp nát này cái phù văn. Trương Thần lập tức giơ tay tiếp được này cái phù văn, đối với Lý Đằng chắp tay. Thực hiển nhiên, mấy người quan hệ không giống bình thường. Lý Đằng lo lắng bọn họ đến lúc đó gặp được ngoài ý muốn, đương nhiên đều không phải là là lo lắng mấy người không phải Yến Trường Phong đám người đối thủ, mà là thượng cổ thí luyện trường trung bản thân uy hiếp. Yến Trường Phong đoàn người, trừ bỏ Âu Dương Thần trên người tản mát ra đặc thù đạo vận, làm người cảm thấy lực hiện bất phàm. Những người khác thoạt nhìn đều thường thường vô kỳ. Đến nỗi Thanh Lân, tuy rằng chấn giết tả thanh niên bất quá ở Lý Đằng xem ra, Trương Thần ba người cùng nhau, hơn nữa bọn họ mang đội mấy ngàn thiên cổ đại lục thiên kiêu đủ để đem này chân áp. Lý Đằng mang theo ngàn dư danh thực lực hơi yếu thiên cổ đại lục thiên kiêu tiến vào tới rồi nhất hào thí luyện trường, tức khắc chi gian khiến cho không ít người chú ý. Là thiên cổ đại lục Lý Đằng, hắn thế nhưng lựa chọn tiến vào nhất hào khu vực. Không ít người ánh mắt hơi ngưng, tuy rằng các đại kẻ hèn hào cũng không có đặc thù ngụ ý, nhưng là không ít thiên kiêu, đối nhất hào, đệ nhất, cái này danh tự lại là thực nhìn chúng. Rất nhiều người đều có cùng đại vô địch, cạnh tranh thiên hạ đệ nhất tâm tư bởi vậy đối này nhất hào khu vực phá lệ chú ý hắn chính là lý đằng sao đánh bại người của ngươi mấy cái sát phạt hơi thở nồng đập mang theo vài phần hung tàn thô bạo cùng phóng đãng hơi thở bóng người tụ ở bên nhau chăm chú nhìn đi hướng nhất hào khu vực lý đằng mở miệng người thân xuyên ngân bạch trường bào trong tay nắm một cây huyết sắc trường thương biểu tình đạm mạc đúng là huyết công tử bên cạnh một người mang theo phát cô đánh tan tóc tay cầm một cây thanh đồng thiền trưởng mí mắt run lên không có lên tiếng, người này còn lại là lúc trước thua ở Lý Đằng trong tay Ngọc Công Tử. Ha ha, đừng để ý, đợi chút ca mấy cái liền tiến vào nhất hào khu vực, báo thù cho ngươi. Thấy Ngọc Công Tử muộn thanh không nói, một bộ không cam lòng bộ dáng, bên cạnh một cái hùng tráng nam tử vỗ vỗ Ngọc Công Tử đầu vai, cười trấn an nói. Ngữ khí thực bình thản, nhưng là lại mang theo một cổ mãnh liệt tự tin. Các ngươi đồng hành liền có thể, ta lần này liền không cùng các ngươi một đạo. Huyết công tử mở miệng, ân, mấy người kinh ngạc, lại thấy huyết công tử rời đi rừng ở Lý Đằng trên người ánh mắt, nhìn về phía nơi xa Yến Trường Phong. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại, Yến Trường Phong hình như có sở cảm, ngoái đầu nhìn lại xem ra, sắc nhọn ánh mắt cắn nát bọn họ tầm mắt. Thật là lợi hại mũi nhọn, mấy người ánh mắt chợt lóe, tầm mắt bị chặt đứt, nhưng là cũng đã cảm nhận được Yến Trường Phong tu vi hơi thở. Kiếp xương cảnh nhị kiếp cảnh, thế nhưng có như vậy mũi nhọn, ngăn cản ta chờ nhìn trộm, lão tam, người cùng hắn có xích mích kia hùng tráng nam tử con ngươi giữa lộ ra dị sắc. Một cái kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh con kiến mà thôi, tuy rằng mũi nhọn cường thịnh, bất quá tu vi quá thấp, còn không đủ để làm ngươi coi trọng, ngươi vì sao theo dõi hắn. Huyết công tử ngữ khí như cũ bình đạm, người này không đơn giản, tuy rằng chỉ có kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh tu vi, bất quá thực lực ẩn ẩn có thể so với hạt giống cấp nhân vật, hơn nữa hắn trên người có một loại bí pháp, cùng ta hơi thở phi thường tương hợp, nếu là được đến, nhưng làm ta thực lực đại trướng. Mặt khác, Người này thiên phú cùng tiềm lực cũng thực không tầm thường, nếu là có thể đem hắn thu nạp, tương lai có lẽ sẽ trở thành ta một đại trợ lực. chương 936, đối chọi gay gắt, thiết huyết 13 phỉ khấu mặt khác thành viên đều lộ ra dị sắc, gật gật đầu, không nói thêm gì. Vậy người chính mình cẩn thận, hùng tráng nam tử mở miệng nói, huyết công tử biểu tình đạm nhiên, không có nhiều lời, lập tức đi hướng Yến Trường Phong nơi địa phương. Yến Trường Phong chú ý tới huyết công tử lại đây, bất quá lại không có để ý suy xét đến như thế nào ta hy vọng ngươi có thể làm ra sáng suốt lựa chọn huyết công tử như nhau lúc trước như vậy đạm nhiên có một loại tự cao tự đại tư thái không đem bất luận kẻ nào để vào mắt ngươi đang nói cái gì yến trường phong quét hắn liếc mắt một cái mở miệng dò hỏi huyết công tử nhìn chằm chằm hắn há mồm đọc từng chữ thần phục hoặc là chết giọng nói rơi xuống một cổ lành lạnh sát ý tức khác từ yến trường phong bên cạnh thanh lân trên người phát ra hướng tới huyết công tử đè ép qua đi thanh lân màu đỏ sẫm con ngươi giữa bắn ra lưỡng đạo lạnh lẽo quang ngươi muốn tìm cái chết thanh lân thanh âm trầm thấp ngươi ai nha như vậy trương cuồng tưởng bị đánh đúng không trương liệt cũng mắt to chừng xoa tay hầm hè vai kháng bạch cốt đại bổng phỉ khí thực trọng so với phỉ khấu xuất thân huyết công tử càng giống phỉ khấu huyết công tử đôi mắt hơi rũ quét mắt thanh lân cùng trương liệt hai người nhàn nhạt nói quản hảo người của ngươi nếu không mặc dù ngươi thần phục ta bọn họ cũng muốn chết huyết công tử mở miệng tựa hồ thực chắc chắn yến trường phong sẽ lựa chọn thần phục nghe được huyết công tử uy hiếp yến trường phong nguyên bản đạm nhiên ánh mắt hơi hàn ta nói rồi muốn ta thần phục người đều đã chết người khăng khăng như thế chỉ biết bước lên bọn họ vết xe đổ không cần tự lầm lăn yến trường phong ngữ khí lạnh lẽo giữa những hàng chữ có sát ý tràn ngập huyết công tử ánh mắt tức khắc một ngưng bốn phía không khí tựa hồ đông lại trên người phát ra ra một cổ mãnh liệt sát phạt chi khí bao phủ hướng yến trường phong trong tay huyết sắc trường thương gột rửa ra từng vòng huyết sắc thần hoa, ở trên hư không trung chấn động khởi từng vòng không gian gợn sóng. Ha ha, huyết viêm, lúc trước ngươi ngăn trở ta chém giết người này, nhưng hiện tại nhân gia tựa hồ cũng không cảm kích, không niệm ngươi hảo a. À. Liền ở ngay lúc này, một đạo ngả ngớn tiếng cười truyền đến, thần nguyên một tay bưng giang sơn xã tắc phiến ở trước ngực nhẹ lay động, một tay phụ với phía sau, bước chậm mà đến, trong giọng nói mang theo vài phần mỉa mai. Cùng nửa tháng trước so sánh với, Người này trên người hơi thở, tựa hồ đã xảy ra không nhỏ biến hóa, hành tẩu gian, phảng phất cùng chung quanh hư không hoàn toàn dung hợp vì nhất thể, ý vị phi phàm, thật đương trích tiên lâm thế. Huyết công tử quét lúc sau thần nguyên liếc mắt một cái, nhìn thấy thần nguyên biến hóa, không khỏi ánh mắt hơi ngưng, hỗn nguyên một hơi quyết, người tu luyện đến đại thành. Thần nguyên khóe miệng hơi ngưỡng, ta nói rồi, sẽ ở thí luyện chung cùng ngươi một trận chiến, hy vọng ngươi không cần làm ta thất vọng mới hảo. Thần nguyên cười lạnh, theo sau lại quét mắt Yến Trường Phong, đối với huyết công tử nói, người này tánh mạng, liền làm chúng ta giao thủ tiền đặt cược, đến lúc đó sẽ tự ta tự mình xử quyết hắn, làm thế nhân biết, xúc phạm ta thần nguyên công tử uy nghiêm kết cục. Thế nào, tới rồi hiện tại, người tổng sẽ không còn muốn giữ gìn hắn. Đi, huyết công tử liếc Yến Trường Phong liếc mắt một cái, lấy tính mạng của hắn vì tiền đặt cược. Nói, huyết công tử khóe miệng hơi sốc, đảo cũng có chút ý tứ. Như người mong muốn, bất quá đến lúc đó, ta không ngừng muốn hắn mệnh, còn muốn lấy ngươi mệnh. Theo sau lại quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc, ngươi làm một cái thực không sáng suốt lựa chọn. Phong huynh, ta nhịn không được, nghe hai chỉ chó điên loạn phệ, lão trương đầu muốn ăn cầu thịt. Trương liệt tuyết miệng, thành công khống chế một cái đại đạo lúc sau, làm hắn lòng tự tin bạo trướng. Bên cạnh thanh lân nghiêng phiết trương liệt liếc mắt một cái, lần đầu tiên xem trương liệt thuận mắt chút, đồng dạng đi lên trước tới, rục đồ ra tay, Ngươi dám nhục mạ bản công tử, thần nguyên ánh mắt tức khắc phát lạnh, hai mắt nhíu lại. Huyết công tử kia nhất quán đạm mạc biểu tình cũng biến hóa, mí mắt khẽ nâng, trong tay huyết sắc trường thương hóa thành một đạo ảo ảnh, nháy mắt thứ hướng trương liệt. Tốc độ thật sự quá nhanh, như nhau lúc trước huyết công tử kỵ thừa long tê một sừng thú, một kích chọn khoảnh khắc danh trở lộ tuổi trẻ thiên kiêu giống nhau. Keng, hư không vặn vẹo, bỗng nhiên chi gian một cây thô to trường thương, giống như kình thiên chi trụ, nghiêng quán mà ra, đem huyết công tử đâm ra lôi đình một thương ngăn cản xuống dưới thí luyện trường ngoại không cho phép động võ nhiễu loạn trật tự phải giết chi lại là thiết kỵ thống lĩnh ra tay thân ở trăm dặm ở ngoài lăng không mà đứng trong tay trường thương nghiêng quán mà đến trở nên thật lớn vô cùng thế nhưng dễ dàng ngăn cản ở huyết công tử một kích huyết công tử sắc mặt khẽ biến ghé mắt nhìn về phía thiết kỵ thống lĩnh còn người híp lại theo sau yên lặng thu hồi huyết sắc trường thương tên này thiết kỵ thống lĩnh xa ở trăm dặm ở ngoài trong hư không, thế nhưng ở trước tiên cảm ứng được có người ra tay, hơn nữa còn có thể ngăn cản hạ hắn công kích, cái này làm cho huyết công tử trong lòng thực không bình tĩnh. Cứ việc này trong đó có lẽ cùng thiết kỵ thống lĩnh tu vi xa cao hơn hắn có quan hệ, bất quá như vậy thủ đoạn, phản ứng cùng lực lượng, đều là đứng đầu trình tự, đủ để thuyết minh, tên này thiết kỵ thống lĩnh bất phàm. Thiết kỵ thống lĩnh lạnh nhạt lời nói truyền khắp tứ phương, huyết công tử thu tay lại. Đang muốn ra tay thần nguyên nhìn thấy huyết công tử này một kích, Thế nhưng bị trăm dặm ngoại thiết kỵ thống lĩnh dễ dàng ngừng, không khỏi đồng tử hơi co lại, kiềm chế ra tay tính toán. Hư, ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ khảo hạch đến hảo, nếu không ngươi chờ tánh mạng khó bảo toàn." Thần Nguyên hừ lạnh một tiếng, xoay người trở lại chính mình liên hợp vài tên đồng minh bên người. Huyết công tử cũng quét yến trường phong đám người liếc mắt một cái, một mình đi đến một bên, chung quanh không ít thiên kiêu thấy hắn đi tới, đều sắc mặt biến đổi, sôi nổi tản ra, cho hắn lưu ra một mảnh độc lập đất trống này đó là hắn uy thế trương liệt còn ở vào mới vừa rồi kinh lăng bên trong mới vừa rồi huyết công tử ra tay cực nhanh hắn thậm chí đều còn không có tới cập sinh ra cảm ứng còn không có phản ứng lại đây kia thứ hướng hắn lôi đình một kích liền bị thiết kỵ thống lĩnh ra tay ngăn cản xuống dưới huyết sắc trường thương cùng thiết kỵ thống lĩnh chiến binh va chạm phát ra vang lớn bắn vé hỏa tinh mới vừa rồi làm trương liệt phản ứng lại đây lại là cả kinh cả người lông tơ dựng ngược thẳng đến huyết công tử thu tay lại mà đi Trương Liệt trong lòng mới sinh ra một cổ muộn tới nguy cơ cảm, không khỏi cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô. Nếu là mới vừa rồi không có thiết kỵ thống lĩnh ra tay ngăn trở, chính mình chẳng phải là bị người đinh giết cũng không biết đã xảy ra cái gì. Cái này làm cho hắn trong lòng không khỏi nhéo một phen mồ hôi lạnh, hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình hiện giờ đều đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, thế nhưng liền huyết công tử tùy tay một kích đều phải phản ứng không kịp, cái này làm cho hắn trong lòng thất bại không thôi, một người sững sờ ở nơi đó. Sau một lúc lâu không nói gì, mà khoảng cách Yến Trường Phong đám người cách đó không xa, thiên cổ đại lục trương thần, Lý Đông cùng với triệu khoát đám người nhìn thấy mới vừa rồi một màn, lại là không khỏi sôi nổi lộ ra cười lạnh. Xem ra, muốn giết các người người, thật đúng là không ít ha, ta khuyên các người vẫn là nghe từ thần nguyên kiến nghị, từ bỏ khảo hạch, lập tức kẹp chặt cái đôi lăn trở về thiên thần đại lục, còn có thể sống tạm một đời. Triệu khoát nổi lên một tia cười lạnh, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, tuấn lãng trắng nõn trên mặt một mảnh băng hàn, trong mắt sát ý nghiêm nghị. chương 937, lựa chọn khu vực, có chút người cuồng vọng tự đại, tự cao tự đại, sẽ không nghe theo thiện lương khuyên bảo. Rõ ràng không có thực lực, còn muốn trương dương ương ngạch, thật không biết nơi nào tới dũng khí, có lẽ chỉ có máu chảy đầm đìa giáo huấn, mới có thể làm hắn nhận thức đến cái gì mới là tàn khốc, làm hắn minh bạch chính mình rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ bé cùng suy nhược. Một đám ánh sáng đom đóm chi trùng, lại tới cùng ta chờ hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, hắc. Lý Đông cũng cười lạnh liên tục, trên mặt đều là trào phúng chi sắc. Bên cạnh trương thần, cùng với phía sau mặt khác một đội thiên thần đại lục thiên kiêu cũng đều mang theo lạnh nhạt cười, khóe miệng mang theo vẻ châm chọc, mỗi người sát khí chạm chạm, không có hảo ý. Nghe được bọn họ châm chọc, ngay cả xưa nay không mừng tranh đấu Âu Dương thần đều không khỏi nhướng mày. Thanh lân trong mắt càng là hung quang bại lộ, muốn động thủ, lại bị Yến Trường Phong rỗi tay ngăn lại, nhàn nhạt quét mắt thiên cổ đại lục mọi người, một đám chó điên loạn phệ mà thôi, chính sự quan trọng, đánh chó không vội với nhất thời. Người dám mắng chúng ta là chó điên, tìm chết, chết đã đến nơi, hãy còn không tự biết, chết không đủ tích. Thiên cổ đại lục đoàn người nghe vậy tức khắc tức giận, đối yến trường phong trận mắt giận nhìn, nếu không có nhiếp với thiết kỵ thống lĩnh mới vừa rồi cảnh cáo, chỉ sợ lập tức liền sẽ phát sát đi lên. Yến Trường Phong lại không ở để ý tới bọn họ, nhìn về phía phía trước kia một ngàn cái khu vực nhập khẩu. Hiện giờ rất nhiều người đều còn chưa động, không dám tùy tiện lựa chọn, lo lắng cho mình tiến vào sau, mặt sau sẽ có chư cường đi theo tiến vào. Còn có một bộ phận nhỏ người, còn lại là cùng lý đẳng giống nhau, trong lòng không sợ, có vô địch chi tâm, cũng không lo lắng hay không sẽ có mặt khác cường giả đi theo dũng mãnh vào. Yến Trường Phong nhìn lướt qua trước mắt một ngàn nhiều khu vực nhập khẩu. Mặc kệ ngươi lựa chọn cái nào khu vực, kết quả đều là giống nhau, cứu lại không được ngươi tánh mạng, nhanh lên chọn lựa ngươi mộ chỉ đi. Thấy Yến Trường Phong đám người đi ra phía trước, ánh mắt nhìn quét các khu vực, cười lạnh một tiếng nói. Huyết công tử, thần nguyên đám người nhìn thấy Yến Trường Phong tiến lên lựa chọn nhập khẩu, cũng đều sôi nổi đuổi kịp tiến đến. Người thật đúng là dám vào nhập thí luyện trường sao, gan phách không nhỏ, thần nguyên trên mặt mang theo âm lãnh tươi cười. Cầm miệng, Yến Trường Phong ngoái đầu nhìn lại quét mấy người liếc mắt một cái, lãnh quát lên. Thần nguyên, Lý Đông đám người bị Yến Trường Phong này đột nhiên một tiếng lãnh sắt kinh sợ, theo sau liền cảm nhận được bốn phía không ít ánh mắt đầu tới, tức khắc cảm giác một trận mặt nhiệt. Hắn hai mắt nhíu lại, trong ánh mắt hàn mang hiện ra, sắc mặt âm trầm xuống dưới, hừ, lựa chọn ngươi mộ chỉ đi. Xem ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu, bốn phía mặt khác đại giới thiên kiêu nhìn bên này sôi nổi động dung, nhiều người như vậy, đều vây quanh ở yến trường phong mấy người bên người, không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn làm quyết định, lựa chọn muốn đi vào khu vực. Người nọ là ai, bất quá kiếp xương cảnh nhị kiếp cảnh tu vi thế nhưng làm nhiều người như vậy nhớ thương muốn đối phó hắn có người hiếu kỳ nói tựa hồ là đến từ thiên thần đại lục mấy cái thiên kiêu trương cuồng vô độ làm người bất mãn đây là muốn vây giết hắn đâu có người nói tiếp nói cái gì bọn họ là thiên thần đại lục người tức khắc có không ít người tới hứng thú thiên thần đại lục người lại như thế nào này một đời thiên thần đại lục không còn nửa vãng thích chỉ tới hai vạn người không đến lại còn có đều là một đám phế vật khó chờ nơi thanh nhã. Thật không biết này mấy cái thiên thần đại lục người, vì sao còn nên như vậy kiêu ngạo cuồng vọng, khắp nơi cùng người kết oán. Thiên cổ đại lục mặt khác một chi đội ngũ thiên kiêu hừ lạnh nói. Nơi xa, một cái thanh y nam tử nhìn bên này, mỗi ngày cổ đại lục, Trương Thần, Lý Đông cùng với Trương Khoát đám người, thế nhưng ước chừng mang theo hai vạn người đổ ở Yến Trường Phong đám người phía sau, ngoài ra còn có thần nguyên tính cả hắn vài vị minh hữu, còn có ngàn dư danh cùng bọn họ đến từ cùng đại giới thiên kiêu tụ tập. Mà bên kia, còn có thiết huyết 13 phỉ khấu bên trong đứng hàng đệ tam huyết công tử lãnh mắt nhìn nhau, thanh y nam tử không khỏi nhướng mày, theo sau khóe miệng hiện lên một tia ý cười, thật đúng là thú vị, xem ra sẽ có một hồi kinh thiên động địa huyết chiến, không thể tránh né. Tư đồ sư huynh lời này sai rồi, đây là tuyệt đối thực lực tranh lệch, sẽ chỉ là đơn phương đại tàn sát, nói huyết chiến, không khỏi không lo. Thanh y nam tử phía sau một cái kiệt ngạo thiếu niên quét hiến trường phong đám người liếc mắt một cái, có chút khinh thường nói. Tư đồ phong cười mà không nói, tháo xuống bên hông treo, cũng không rời khỏi người tử kim hồ lô. Ngửa đầu tham lam đau uống, một đầu như thác nước tóc dài dụ đến bên hông. Trong suốt linh động rượu ngon giống như tiên nhưỡng, thế nhưng mê mang ngũ sắc quang, từng luồng nồng đậm thiên địa linh khí chất chứa trong đó giống như cuồn cuộn linh khí thác nước lưu. Ngũ sắc giả quang say tuy rằng ẩn chứa linh khí dư thừa, đáng tiếc vị cùng băng hỏa tiên linh nhưỡng so sánh với lại là hơi kém hơn một chút. Tư đồ phong đau uống một ngụm lại là lắc đầu tiếc hận, nhìn về phía nơi xa bị mọi người vây quanh Yến Trường Phong, trên mặt hiện lên một nụ cười, đơn phương tàn sát sao. Có lẽ là đi, chúng ta đi cái kia khu vực, kiệt ngạo thiếu niên không có quá để ý Yến Trường Phong bên kia tình huống, không có đưa bọn họ để vào mắt, mà là dò hỏi tư đồ phong nói. Quay đầu lại thấy tư đồ phong thân thể một nghiêng, cứ như vậy nằm nghiêng ở trên hư không, đem tử kim hồ lô vứt đến đỉnh đầu, buông xuống một cái trong suốt thác nước lưu, há mồm tham lam hưởng thụ rượu ngon. Sư huynh, kiệt ngạo thiếu niên có chút bất mãn nói. Tư đồ phong mở một con mắt, quét kiệt ngạo thiếu niên liếc mắt một cái, tiến cái nào khu đều giống nhau, người tùy ý đi. Kiệt ngạo thiếu niên tức khắc mắt chán thần quang, nói kia đi nhất hào khu vực đi, nơi đó tiến vào cường giả nhiều nhất, trừ bỏ thiên cổ đại lục lý đằng. Thiết huyết 13 phỉ trung có 12 người cũng đều tiến vào nơi đó, so sánh với nhất hào khu vực sẽ thực náo nhiệt. Người vui vẻ liền hảo, tư đồ phong lười nhác lầm bẩm một câu, không ở ra tiếng kiệt ngạo thiếu niên một trận vô ngữ. Bên kia, tụ tập ở Yến Trường Phong đám người người chung quanh càng ngày càng nhiều, không ít người biết được Yến Trường Phong đám người là đến từ thiên thần đại lục lúc sau, đều mắt lộ ra dị sắc, tụ tập lại đây. Ngắn ngủn thời gian, trực tiếp là tụ tập 4 năm vạn người nhiều, trong đó có một nửa người đều là thiên cổ đại lục người, còn có thần nguyên người, cùng với huyết công tử chờ những người này nhìn Yến Trường Phong đám người trong ánh mắt toàn mang theo sát ý. Đến nỗi mặt khác tụ tập lại đây người, cũng có rất nhiều không có hảo ý, muốn mượn dùng diệt sát ngàn năm trước nổi bật nhất thịnh thiên thần đại lục chúng thiên kiêu tới nổi danh. Mấy vạn người vây quanh ở bên người, mà Yến Trường Phong bên này tổng cộng bất quá 13 người, Yến Trường Phong nhưng thật ra không chỗ nào sợ hãi, bất qua kia mặt khác chín tên phía trước lưu tại Yến Trường Phong bên người thiên kiêu đều áp lực thật lớn, sắc mặt đều ẩn ẩn trắng bệch, có chút đỉnh không được áp lực. Bọn họ chín người, chỉ có một người trước đây trước kia nửa tháng thời gian trung thành công khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, Mặt khác tám người lại là liền một cái hoàn chỉnh đại đạo đều không có khống chế. Nếu là cùng Yến Trường phong đám người đồng hành, đến lúc đó tiến vào thí luyện trường sau, có thể nói là cử tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Như thế dưới tình huống, tử vong nguy cơ bao phủ, như thế nào có thể không khẩn trương? Không chỉ là bọn họ, ngay cả Trương Liệt, Âu Dương thần đám người, đều không khỏi cảm giác được một cổ áp lực, biểu tình ngưng trọng. mươi 938 nháy mắt hạ gục, như thế nào còn không có tuyển được chứ? vẫn là nói do dự, sợ hãi. Ha ha, ta đương người có bao nhiêu lớn mật khí, nguyên lai like cũng chỉ là cái túng bao, nếu sợ hãi, liền chạy nhanh kẹp chặt cái đuôi cút đi. Bất quá liền tính người hiện tại từ bỏ khảo hạch thí luyện, cũng mơ tưởng có thể bình yên sống tạm một đời, chờ chúng ta thí luyện kết thúc trở về, như cũ chảm ngươi. Lý Đông âm dòng dòng cười nói, Yến Trường Phong nghiêng phiết bọn họ lướt mắt một cái, nhìn lướt qua quanh thân tụ tập mấy vạn tu sĩ, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cất bước đi hướng phía trước thứ 108 khu vực. Muốn chết nói, liền cùng lại đây đi, quét mắt bốn phía không có hảo ý mọi người, Yến Trường Phong lưu lại một câu, mang theo tô mộng nhi đám người, lập tức đi vào thứ 108 khu vực. Phía sau lý đông đám người nghe được Yến Trường Phong nói, tất cả đều sắc mặt âm trầm, theo sau trên mặt hiện lên tàn nhẫn tươi cười. Hừ, chết đã đến nơi, còn muốn mạnh miệng, hắn hử lạnh, cố làm ra vẻ thôi, trương thần cũng cười dữ tợt, thứ 108 khu, đi thôi, vào xem, hắn lựa chọn cái này mộ chỉ như thế nào. Trương Khoát cũng âm u cười nói, dẫn đầu cất bước, đi hướng thứ 108 khu. Huyết công tử sắc mặt bình đạm, quét thần nguyên liếc mắt một cái, dẫn theo trường thương, đi vào cùng nhập thứ 108 khu. Tướng quân, những người này có phải hay không quá mức? Một cái binh sĩ mở miệng nói, làm tốt thuộc bổn phận sự liền hảo, mặt khác sự tình, không cần chúng ta can thiệp. Thiết kỵ thống lĩnh mở miệng nói, Đi đến 108 khu nhập khẩu trước, Yến Trường Phong lại là bỗng nhiên dừng bước, lại thấy ra trương liệt Âu Dương thần đám người ngoại, mặt khác chín tên thiên thần đại lục thiên kiêu đều định tại chỗ chưa động. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, liền hiểu được, biết bọn họ là nhiếp với áp bách, không dám theo vào. Yến Trường Phong không nói thêm gì, nếu là những người này tiếp tục đi theo hắn, hắn tự nhiên sẽ ra tay che chở bọn họ một vài, bất quá nếu đối phương nhiếp với áp lực, lựa chọn đường ai nấy đi, Yến Trường Phong cũng sẽ không đi cưỡng cầu cùng để ý như thế nào trung quy vẫn là sợ thiên cổ đại lục trương khoát cùng gần nhất mở miệng cười khẩy nói thật lo lắng yến trường phong lui sợ đến lúc đó từ bỏ khảo hạch yến trường phong lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái con người giữa sát khí chợt lóe rồi biến mất đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích yến trường phong sớm đã động sát khí hắn lại lần nữa cất bước đi vào phía trước như nước thác nước thật lớn quầng sáng cùng tô mộng nhi thanh lân âu dương thần cùng với trương liệt đám người giống như xuyên qua thời không bốn phía cảnh vật biến hóa, chính thức tiến vào đến 108 khu. Còn không kịp đánh giá bốn phía tình huống, mấy người vừa mới tiến vào thứ 108 khu, Trương Khoát liền đã gấp không chờ nổi cái thứ nhất theo tiến vào. Ở hắn phía sau, như thác nước quầng sáng tạo nên gợn sóng, những người khác cũng đang muốn xuyên qua lại đây. Nơi này chính là ngươi lựa chọn mộ chỉ sao, hoàn cảnh không tồi, dùng để mai táng ngươi, thật là có chút đáng tiếc. Trương Khoát cười lạnh nói, ngươi nói nhiều quá, là đem kiếp sau muốn nói nói, cũng đều công đạo tại đây một đời sao. Yến Trường Phong đã sớm sát ý sôi trào, đi vào này 108 khu sau, liền canh giữ ở cửa. Nhìn thấy Trương Khoát cái thứ nhất xâm nhập tiến vào, hơn nữa ngôn ngữ châm chọc, Yến Trường Phong trên người sát ý phát ra, trên người trào ra một cổ đáng sợ sát phạt chi khí, tóc rối phi dương dựng lên. Lạnh băng thanh âm rơi xuống, Yến Trường Phong trực tiếp tịnh chỉ hoa hạ, ẩn chứa mãnh liệt sát ý huyết sắc kiếm quang, nháy mắt nhằm phía Trương Khoát. Trương Khoát tức khắc sắc mặt đại biến, còn không có tới kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, đã bị kia nói huyết sắc kiếm quang chém chúng, đương trường bị đánh bay ra 108 khu, bay ngược trên đường, cuồng bạo kiếm khí thổi quét, đem hắn cả người rảo thành một vùng huyết vụ, trào ra 108 khu. Này hết thảy quá nhanh, liền ở Trương Khoát tiến vào nơi này trong nháy mắt, một tức thời gian không đến, Trương Khoát liền hóa thành một vùng huyết vụ, bị kiếm khí gió lốc cuốn ra thứ 108 khu, kia quầng sáng ngoại vài đạo đang muốn đi vào tiến vào bóng người, đứng ở nhập khẩu trước, chỉ cảm thấy đến một cổ gai mũi mùi máu tươi, khẩn. Tiếp theo liền nhìn đến một phủng huyết vụ mãnh liệt mà đến. Mà bị Yến Trường Phong một đạo chỉ kiếm nháy mắt đánh chết trương khoát, lại là đến chết cũng không dám tin tưởng, chính mình chưa từng có đặt ở trong mắt phế vật, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực. Kia lúc sau nhẹ nhàng bâng cua chém ra nhất kiếm, lại là làm hắn liền phản ứng cơ hội đều không có, liền ở vẻ mặt sợ hãi bên trong, bị chảm đến hình thần đều diệt. Không chỉ là Trương Khoát, ngay cả Yến Trường Phong bên người Trương Liệt cùng Âu Dương Thần hai người đều giật mình không thôi. Đặc biệt là Trương Liệt, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, thật lâu sau mới nghẹn ra mấy chữ, "Phong huynh, người quái thai chuyển thế a?" À. Bên cạnh Âu Dương Thần cũng là ánh mắt hơi lóe, tuy rằng biết biết Yến Trường Phong bất phàm, bất quá lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong thế nhưng cường đại đến như thế nông nỗi. Nhẹ nhàng bâng qua một cái chỉ kiếm, thế nhưng liền đem kia trương khoát chảm đến thần hồn câu diệt. Ngoại giới, nhanh như vậy liền đánh nhau rồi, hơn nữa ngã xuống một người. Thiên thần đại lục người như vậy bất kham một kích, bên ngoài có không ít người động dung, lộ ra dị sắc. Chỉ có thiên cổ đại lục trương thần cùng lý đông đám người biểu tình dại ra, bọn họ cùng trương khoát lẫn nhau quen thuộc, tự nhiên cảm nhận được này phủng trào ra huyết phụ chung, thuộc về trương khoát hơi thở. Thật lâu sau hai người mới vừa rồi bình ổn xuống dưới, sắc mặt âm trầm vô cùng, không nghĩ tới trương khoát vừa mới tiến vào không đến một tức thời gian, thế nhưng đã bị oanh sát. Hảo âm hiểm người, nhất định là bọn họ biết chúng ta sẽ đi vào, canh giữ ở lối vào đánh lén, trương khoát vô ý chúng chiêu. Lý Đông lạnh giọng nói, chúng ta đi vào, Lý Đông hừ lạnh một tiếng, cùng trương thần cùng nhau, mang theo một chúng thiên cổ đại lục thiên kiêu, nhằm phía phía trước kia thật lớn quầng sáng. Hai vạn người, rậm rạp, giống như châu chấu giống nhau chen trúc tiến bí cảnh bên trong. Mặt khác các giới hội tụ ở thứ 108 nhập khẩu phụ cận thiên tài cũng đều biểu tình khẽ nhúc nhích, sôi nổi theo đi lên. Huyết công tử cùng thần nguyên hai người toàn mày một chọn, yến trường phong tánh mạng chính là bọn họ ước chiến tiền đặt cược, hai người ước định ai thắng, liền do ai tới lấy yến trường phong tánh mạng. Hiện giờ thiên cổ đại lục chúng thiên kiêu thế nhưng cũng dục đổ chấn sát yến trường phong, đề cập đến bọn họ tiền đặt cược, tự nhiên không thể thở ơ. Mấy người cũng đều theo đi vào, bốn phía không ít các giới thiên kiêu nhìn đến bên này tình huống, đều âm thầm líu lưỡi, sôi nổi tránh đi cái này khu vực. Cái này khu, xâm nhập người đã đủ nhiều, thả thiên cổ đại lục đến nay dũng mãnh vào hai vạn người, liên hợp lại, đối với rất nhiều người đều là một cái thật lớn uy hiếp. 108 khu vực chung, Yến Trường phong đám người đứng yên, bốn phía một mảnh trống trải, nhìn dẫn đầu dũng mãnh vào tiến vào thiên cổ đại lục mọi người, Yến Trường phong biểu tình hờ hững, còn người giữa hàn quang lạnh thấu xương. Ân, thế nhưng không trốn, quả nhiên đủ cuồng. Lý Đông cùng Trương Thần hai người mang theo một chúng thiên cổ đại lục thiên tài đi vào, nhìn đến phía trước yến trường phong đám người, còn người giữa tức khắc sát khí hiện ra. Từng đạo thần hồng chạy như bay, tức khắc hướng tới yến trường phong đám người bay qua đi, đem mọi người vây quanh. Từng luồng mạnh mẽ lực lượng dao động ngăn cản, mỗi người đều cường đại vô cùng. Này hai vạn người chung, có một vạn năm nghìn người đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, thực lực đều không thể khinh thường. chương 939, cùng lên đi sang năm hôm nay, chính là các ngươi ngày rỗ. Chịu chết đi, Lý Đông cầm trong tay một cây long văn trường côn, kim quang lấp lánh, hơi thở thần thánh mà cuồn cuộn. Hắn hét lớn một tiếng, cùng thiên cổ đại lục mặt khác tu sĩ cùng nhau, hướng tới yến trường phong đám người giết lại đây, trên người khí thế phi thường cường thịnh, sát khí tận trời. Dừng tay, liền ở ngay lúc này, thần nguyên đám người đã vọt tiến vào, thấy thế một tiếng gào to. Thần nguyên trực tiếp ra tay, trong tay giang sơn xã tắc phiến bay đi ra ngoài, chém về phía Lý Đông. Lý Đông thấy thế tức khắc biểu tình biến đổi, nguyên bản lực bổ về phía Yến Trường Phong đám người Long Văn Trường Côn thay đổi quỹ đạo bổ về phía Giang Sơn xã Tắc Phiến. Oanh, một tiếng vang lớn, vô hình lực lượng cuộn sóng thổi quét mở ra, theo sau một cổ mạnh mẽ minh mông mãnh liệt, Lý Đông ở trên hư không trung liên tục lảo đảo lùi lại mấy bước. Thần Nguyên, ngươi làm cái gì? Lý Đông tức giật, giữa không trung mặt khác thiên cổ đại lục thiên kiêu cũng đều nhất trí đối ngoại, thần sắc bất thiện nhìn về phía Thần Nguyên người này chỉ có thể từ ta tới sát ai động ai chết đến nỗi hắn bên người những người khác nhưng từ các ngươi xử trí huyết công tử cũng đi rồi đi lên trong tay dẫn theo một cây huyết sắc trường thương không tôi người này tánh mạng chính là ta cùng với huyết viêm tiền đặt cược chỉ có chúng ta có có thể giết hắn các ngươi không được thần nguyên duỗi tay tiếp được bay trở về giang sơn xã tắc phiến đoan ở trước ngực nhẹ lay động thần tình lạnh lùng thần thái cao ngạo hư Ngươi nói không thể giết liền không thể giết, Thần Nguyên, ta biết ngươi, còn có ngươi, huyết công tử, các ngươi thực lực tuy rằng không tồi, bất quá lại cũng đừng quá tự đại, hay là ngươi cho rằng bằng các ngươi hai người có thể đánh bại chúng ta nhiều người như vậy sao? Lý Đông sắc mặt âm trầm, nhất chỉ bốn phía hai vạn danh thiên cổ đại lục thiên kiêu, lạnh giọng nói. Thần Nguyên hai mắt nhíu lại, ngươi ở uy hiếp ta. Nếu là Lý đằng tại đây, có lẽ ta còn muốn cố kỵ một vài, bất quá. Ngươi tính cái thứ gì? cũng xứng ở trước mặt ta làm càn, uy hiếp ta. Hắn con người giữa nở rộ ra lạnh thấu xương sát khí, trong lời nói không có nửa điểm khách khí, căn bản chưa đem Lý Đông để vào mắt. Lý Đông thực lực tuy rằng không tồi, lại cũng chỉ có bị Yến Trường Phong đánh chết Phương Thụy Trình tự thôi, ở hỗn nguyên một hơi quyết tu luyện đến đại thành, thực lực đại trướng thần nguyên trước mặt, căn bản bất nhập lưu. Huyết công tử cũng nghĩ mắt khẽ nâng, quét Lý Đông liếc mắt một cái, người có thể động hắn thử xem. Các ngươi, không cần quá làm càn, thật cho rằng chúng ta thiên cổ đại lục, trừ bỏ lý đằng đạo huynh, liền không người sao. Nghe được thần nguyên cùng huyết công tử nói, hai người vẻ mặt khinh thường, làm lý đông khí phổi đều phải tạc. Hai bên thế nhưng vì tranh đoạt chém giết yến trường phong tư cách, bạt kiếm trương nhỏ đối chọi gay gắt. Ha 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 ha, liền ở ngay lúc này, giữa sân bỗng nhiên truyền ra một tiếng lạnh lẽo tiếng cười. Yến trường phong quanh thân quần áo cổ đáng, sợi tóc không gió tự động. Từng luồng mãnh liệt sát phạt chi khí, phóng lên cao tu la chi khí, hướng thể mà ra, vần quanh quanh thân, tùy ý bay múa màu đen tóc dài, nhanh chóng nhiễm một tầng đỏ như máu. Hai chỉ lạnh băng con người giữ hiện ra màu đỏ tươi ánh sáng, yêu dị mà nhiếp người. Ánh mắt nhìn quét tứ phương bạt kiếm trương nỏ mọi người, yến trường phong con người giữa chỉ có một mảnh lạnh băng, nhìn mọi người ánh mắt giống như là nhìn một đám người chết. Thế nhưng bị người như thế nhẹ xem, coi như trên cái thất thịt cá, tùy ý bọn họ sâu xé. Thần Nguyên cùng huyết công tử hai người, lấy tính mạng của hắn vì tiền đặt cược ước chiến ai thắng ai lấy tánh mạng của hắn liền cũng thế hiện giờ thiên cổ đại lục mọi người thế nhưng cũng vì cùng thần nguyên huyết công tử đám người tranh đoạt đánh chết chính mình tư cách bà kiếm trương nỏ tranh phong tương đối rất có vung tay đánh nhau y tứ yến trường phong tung hoành thiên hạ mặc kệ là kiếp trước kiếp này còn chưa từng có bị người như thế nhẹ xem qua thậm chí này có thể tính thượng là xích quả quả nhục nhã nhiều người như vậy cứ như vậy công khai tranh đoạt đánh chết hắn quyền lợi, không phải nhục nhã lại là cái gì. Lạnh băng tiếng cười nháy mắt đánh vỡ nặng nề không khí. Ánh mắt mọi người đều giống như một đạo lợi kiếm, rộng mở ghé mắt xem ra, dừng ở yến trường phong trên người. Người đang cười cái gì? Huyết công tử đôi mắt hơi rũ, đạm mạc mở miệng, lại có mãnh liệt sát phạt chi khí tràn ngập. Tự nhiên là đang cười các ngươi. Yến Trường Phong con người giữa huyết quang lập lè, khóe miệng hiện lên một tia quỷ mị miệng cười, Yến mỗ tung hoành thiên hạ, còn chưa bao giờ từng gặp qua, có ai thế nhưng sẽ vì tranh đoạt dẫn đầu nhận lấy cái chết tư cách mà muốn vung tay đánh nhau. Ngươi nói cái gì? Yến Trường Phong giọng nói rơi xuống, bốn phía mọi người ánh mắt tức khắc phát lạnh. Yến Trường Phong hai chỉ huyết mắt một ngưng, không cần tranh, mọi người, cùng lên đi. Ta đưa các ngươi cùng vãng sinh. Yến Trường Phong đạp bộ tiến lên, màu đỏ tươi ánh mắt nhìn quét bốn phía, tóc rối phi dương. Không biết khi nào, thanh đồng cổ kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn mặt trên màu đen cùng màu đỏ đan chéo tu la chi khí vần quanh, yêu tả vô cùng. Phong huynh, nghe được Yến Trường Phong nói, Trương Liệt không khỏi trái tim đột nhiên vừa kéo, há miệng thở dốc nhưng không có nói ra lời nói tới. Hắn đã bị Yến Trường Phong này phóng đáng lời nói dọa choáng váng. Hắn không nghĩ tới, ở như vậy cục diện, tứ phương toàn địch dưới tình huống, Yến Trường Phong thế nhưng còn dám như thế cường thế cùng bá đạo. Tuyên bố muốn đưa ở đây mọi người vãng sinh, đây là kiểu gì khí phách, phải biết rằng, ở đây người nhưng không có một cái là tầm thường hạng người mỗi một cái đều là các đại giới thiên tri kiêu tử tuổi trẻ một thế hệ đỉnh nhân vật trong đó huyết công tử thần nguyên cùng với thần nguyên liên minh mấy người còn có lý đông trương thần đám người mỗi người thực lực càng là xuất sắc mà yến trường phong thế nhưng phát ngôn bừa bãi làm cho bọn họ toàn bộ cùng nhau thược đưa bọn họ mọi người vãng sinh nhìn dơ kiếm tiến lên kia cả người sát khí ngập trời tu la chi khí cuồn cuộn giống như sát thần giống nhau yến trường phong bóng dáng Trương Liệt không khỏi cảm giác được một trận miệng khô lưỡi khô, lời nói đều nói không nên lời. Nhất quán không mừng tranh đấu Âu Dương Thần, giờ phút này cũng không khỏi cả người máu phun trào, như là bị bậc lửa trong lòng ẩn sâu giết chóc ý chí, đang muốn tiến lên, Yến Trường Phong nói âm lại truyền tới. Các ngươi không cần ra tay, hôm nay Yến mỗi người, ý muốn tắm máu trọng sinh, đúc lại ta sát thần chi danh. Yến Trường Phong ngữ khí sâu kín, nhưng lại mang theo một cổ khí phách, một cổ cường thế, chân thật đáng tin âu dương thần nghe vậy thân hình hơi đốn nâng lên chân thu trở về bốn phía thiên cổ đại lục chúng tu sĩ huyết công tử thần nguyên đám người tất cả đều sắc mặt biến hóa hiển nhiên cũng không nghĩ tới yến trường phong thế nhưng có như vậy gan phách chỉ bằng vào điểm này mặc kệ này chiến yến trường phong là thắng hay bại đều đủ để xưng là hùng cái này làm cho ở đây rất nhiều người kinh tâm có mấy người có thể dưới tình huống như thế nói ra như vậy khí phách ngôn ngữ không ít người đều biểu tình hơi ngưng ngay cả lý đông cùng trương thần hai người đều không khỏi thật sâu nhìn yến trường phong liếc mắt một cái cảm thấy chính mình trước kia quá mức xem nhẹ yến trường phong nhưng yến trường phong này kinh người ngôn ngữ này đáng sợ khí phách lại không phải mọi người muốn nghe được muốn nhìn đến lý đông hừ lạnh một tiếng mặt lộ vẻ xương lạnh hừ thật lớn khẩu khí kẻ hèn kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh phế vật dám tuyên bố muốn tiêu diệt giết chúng ta mọi người không biết cái gọi là